Ngay tại lúc này, có một tổ đội đang ra sức chiến đấu với những con sóc cực kỳ nguy hiểm. Mớ thông tin trước mắt khiến họ bị rối và khó để xoay sở mà chiến đấu. Ai nấy nhìn đều nghĩ đây là game nhưng không. Đây là thực tại mới của họ, để biết chuyện gì đã xảy ra. Ta quay lại trước đó một thời gian, nam chính Siro không biết từ khi nào bản thân đã bị đưa vào thế giới này. Đi một vòng thì cậu nhận ra đây rõ ràng là thế giới Akiba, nhiều người khác cũng bị đưa đến đây. Và đây là thế giới game mà họ từng chơi, màn hình trạng thái vẫn hoạt động rất tốt nhưng tính năng đăng xuất thì không cậu nhìn thấy danh sách bạn bè vẫn hoạt động và thấy được nhiều người bạn của cậu cũng đã bị đưa vào đây cậu phát hiện tên của đứa bạn sugu thì đã ngay lập tức gọi đến cả hai hẹn gặp dưới gốc cây đại thụ đây là lần đầu cả hai thấy mặt thật của nhau và sugu cứ gọi siro là mắt kính hắc ám vì mặt nhìn rõ là nguy hiểm cả hai cũng khá lâu rồi mới vào game và chẳng hiểu sao lại thành ra như này hôm nay đáng ra là ngày bên sản xuất tung ra bản cập nhật mới họ chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi cài bản cập nhật và khi nhận ra thì họ đã ở đây cảm giác khá thật nên đây không phải là mơ nên có vẻ trước mắt họ cần thích nghi và đi kiếm thông tin vì chưa thể nào mà trở về thế giới thật ngay được siro thấy mọi thứ ở đây vẫn giống trong game mà họ chơi từ trước nên có vẻ bây giờ họ chưa nên ra ngoài vì dám chắc ngoài kia có rất nhiều quái hai thanh niên sau đó tán nhảm về mấy về đề của con trai đột nhiên siro lại vấp té cậu ta cho biết ngoài đời cậu ta thấp hơn ở đây nên giờ hơi khó để di chuyển siro sau đó vô tình gặp lại một người bạn từng chung tổ đội nữa là akatsuki một ninja sát thủ lúc lên gặp mặt thì akatsuki đã xin một lọ thuốc chuyển đổi ngoại hình từ siro vì cô là nữ và muốn đổi lại cái ngoại hình này siro lâu giờ còn tưởng akatsuki nhập vai làm sát thủ nên mới giữ im lặng chứ ai dè lại là nữ sau khi uống thuốc siro đưa thì akatsuki bắt đầu có một quá trình biến đổi và trở thành một cô gái cho đúng với giới tính ngoài đời tối đó sugu thắc mắc tại sao ngay từ đầu akatsuki không lập luôn nhân vật nữ thì cô cho rằng trước là game nên tự do chứ giờ thành thật rồi thì phải chỉnh lại cho đỡ bất tiện Akatsuki cho rằng bản thân nợ Shiro nên muốn cậu nói ra điều kiện trả nợ. Cậu không muốn nhận thì cô cho rằng bản thân không thích nhận được ân huệ từ người khác. Sugu thì liên tục nói ra mấy câu biến thái nên bị nhỏ lên gối cho vài phát. Sau cùng thì Sugu quyết định mời Akatsuki vào đội này xem như là trả ơn luôn cũng được. Thấy Shiro không phiền nên Akatsuki quyết định từ nay cô sẽ đi theo để phụng sự cậu xem như là trả ơn. Sáng hôm sau, cả bọn ra chợ kiếm gì đó ăn thì nhận thấy nơi này có vẻ đông NPC hơn trước. Nhìn đồ ăn thì có vẻ cũng ngon nhưng khi đem ra ăn thì chán chả muốn nói. Đồ nào vị cũng như nhau, chẳng khác gì bánh quy bị ẩm. Nước cam thì vị cũng như nước lọc. Đột nhiên có một người là Mary đã gọi đến cho Siro. Cậu đành dẫn đội của cậu đến khu vực của Liên minh Trăng Non, nơi này cậu đã gặp lại Mary. Người chị cực kỳ dễ mến của cậu, vừa thấy Siro đến thì cô đã lao đến ôm tới tấp. Những người trong đội của cậu cũng chẳng khác gì, một lúc sau thì người thứ hai là Henry cũng đến. Cô nhìn có vẻ nghiêm túc hơn Mary nhưng đứng trước Akatsuki thì cũng gục ngã trước sự dễ thương này. Lý do đến đây hôm nay là để chia sẻ thông tin, cụ thể là về việc họ đã nắm được vài thông tin cơ bản về nơi này. Đầu tiên là những cổng dịch chuyển hầu như đều chẳng thể sử dụng và tình trạng kẹt trong trò chơi này diễn ra ở trên toàn máy chủ ở mọi khu vực. Đa phần thành viên của các bang hội đều đã tập hợp lại và các bang hội hiện cũng đang tích cực đi chiêu mộ thành viên mới. Và sau bản cập nhật thì game cũng đã khác hơn so với lúc họ chơi trước đây. Một việc nữa là Mary muốn mời Siro vào hội của cô, nhưng cậu cũng đã từ chối mà ra về với hai người bạn. Marie đã cho người của cô biết Siro trước đây là tham mưu của một tổ đội lớn, nhưng tổ đội đó không hề lập ra một bang hội dù vẫn đi đánh các sự kiện chỉ dành cho bang hội thông thường, và nay tổ đội đó đã giải tán. Siro lúc này thấy thắc mắc về việc nếu họ chết ở đây thì liệu sẽ như nào, trong game thì khi chết họ sẽ được đưa về thần điện. Còn lúc này thì không ai dám thử, thế là tối đó. Siro đã dẫn hai đứa bạn đi đánh quái thử, vì họ đều đã đạt cấp cao nhất nên vẫn có được sự tự tin nhất định nhưng họ lúc chạm mặt với đàn sóc thì vẫn không thể thành thục cách chiến đấu do đã quen việc điều khiển qua lệnh trên màn hình trạng thái nhưng akatsuki lại chiến đấu rất linh hoạt nên siro hiểu ra và bảo sugu cứ đánh bằng cách hành động chứ đừng có dùng lệnh giờ thì siro đã hiểu thêm về thế giới này và cứ thế một tựa game nổi tiếng toàn cầu đã cho cả trăm nghìn người chơi của họ vào thẳng trong game và về sau ngày nay được gọi với cái tên là đại tai họa sáng hôm sau một người chết do đi đánh quái đã được hồi sinh ở đại điện nên có vẻ như ở thế giới này thì chết cũng không phải là hết nhóm siro giờ đã quen hơn với cơ chế chiến đấu tại thế giới này tuy nhiên chỉ quen thôi là chưa đủ họ cần tập luyện thêm để thành thục hơn tối đến akatsuki đã xin được đi trước vì cô muốn tập luyện thêm mấy chiêu thức đặc trưng của ninja như nhìn trong đêm và đi lén lút và khu rừng này rất phù hợp để luyện tập mấy kỹ năng đó thế là siro quyết định sẽ sử dụng phép chiếu sáng để vừa soi đường vừa giúp akatsuki định vị họ ở đâu dễ hơn lý do cả nhóm giờ phải tập luyện cách chiến đấu là vì quanh khu này giờ đây các bang hội lớn đang dần bành trướng và cậy thế gây hấn với những bang hội nhỏ hơn Do ở thị trấn không thể đánh nhau bởi vệ binh sẽ can thiệp nên những người chơi đi cày cấp đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ thì sẽ thường xuyên bị những hội lớn rình rình tập kích để cướp sạch tiền và trang bị, hiển nhiên là những thể loại này bị toàn bộ người chơi ghét bỏ. Vừa đi vừa suy nghĩ thì Sugu đã bảo Siro cứ thoải mái lên vì trông cậu có vẻ căng thẳng, một lúc sau thì cả hai đã gặp lại Akatsuki. Cô cho biết phía trước không có con quái nào cả, nhưng lúc đến gần một cái bệnh viện thì Siro phát hiện có ai đó lướt qua, ngay lập tức Sugu đã bị dính phép trói chân và được Siro phá giải ngay siro thấy phía trước có bốn tên và hẳn chúng là một trong những người chơi đi cướp của người chơi khác chúng muốn siro khôn hồn thì bỏ đồ lại rồi đi cậu sẽ bỏ đồ lại đó chỉ là trong trường hợp cậu yếu hơn chúng chứ ở hiện tại thì không cậu sau đó đã cho sugu lên trước chống chịu một ả sát thủ lao đến cậu thì ngay lập tức bị trói lại chúng thấy siro có vẻ là mục tiêu cần diệt trừ đầu tiên nên quay sang cậu nhưng sugu đã thi triển phép khiêu khích để ép chúng đánh vào cậu ta thế là chúng dự định dồn sát thương xử lý sugu nhưng siro đã bắn phép vào chúng Tuy phép này không gây nhiều sát thương nhưng Siro đã tung ra thêm phép để trói toàn bộ chúng lại cho Sugu đánh. Hai phép của cậu có tác dụng giảm chống chịu của địch và khuếch đại sát thương của Sugu. Chỉ cần Sugu đánh hết đống dây trói thì chúng chết chắc. Chúng bảo Heller hồi máu nhưng Heller đã bị Siro cho phép ngủ gục từ bao giờ. À sát thủ đã cố lao đến đánh Siro thì lại để lộ sơ hở cho Sugu tần. Tên chỉ huy gọi hai tên pháp sư đang trốn sau kia tung chiêu nhưng cả hai tên đã bị Akatsuki xử lý cô từ đầu chưa hề lộ mặt và siro đã nhận ra chúng có người phía sau vì mới đầu sugu đã dính phép mà bốn tên lộ mặt lại không hề có pháp sư và cái phép nhỏ mà siro ném vào chỉ là để chúng mất tập trung vào việc heller của chúng đã không thể chiến đấu tên chỉ huy bị bỏ lại nên đã cúi đầu xin tha nhưng hắn tính lật mặt nên bị akatsuki cho một nhát thăng luôn sugu không hiểu sao đám này lại phải đi đánh nhau một cách vô nghĩa như này hẳn là chúng đã không còn gì để làm trong trò này thú thật thì siro giờ cũng chẳng biết phải làm gì trong này đồ ăn thì nhạt nhẽo cấp thì cũng đã giới hạn đa phần những người chọn hòa bình thì đều ở lại thị trấn và sống vất vưởng qua ngày. Đến cả Siro giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì. Lúc trở về, hội của Mary cho biết người của cô bị đám người chơi khác tấn công và hiện đang được một người tốt bụng giúp đỡ và giờ cô cần đến chỗ của người đó để đón cô em về. Nên cô sẽ đem 6 người đi đón và nhờ Siro ở lại đây quản lý hội giúp cô. Nhưng Siro biết để đến được đích thì cần gần một tháng. Và giờ để nhóm Mary đi thì cậu chắc chắn cô sẽ không thể thắng được đám người chơi xấu khác. Cậu cũng hơi ái ngại về việc đi giúp cô vì biết Mary sẽ thấy khó xử nhưng rồi sau cùng siro vẫn quyết định là nhóm của cậu sẽ đi đón người thay cô hôm sau nhóm siro chính thức lên đường cả ba đã dùng còi để gọi ngựa đến đi một đoạn thì siro đã lấy bản đồ ra xem thử sau khi sắp xếp lại thì sugu cho biết là siro không cần thấy khó xử khi can thiệp vào chuyện của bang hội khác cứ xem như đây là việc để họ làm trong thế giới này siro và sugu sau đó đã lấy còi khác ra còi này dùng để gọi điều sư đến vật phẩm này chỉ có những người từng ở trong tổ đội lớn của siro mới có Cả ba sau đó lên lưng Điểu Sư và Akatsuki lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay trên cao thì vô cùng choáng ngợp. Sau 3 ngày lên đường thì nhóm Siro đã đến một mê cung. Vẫn là nhiệm vụ đón một cô bé về hội nhưng lý do họ không thể dùng Điểu Sư mãi được là vì Điểu Sư chỉ cho họ cưỡi 4 tiếng một ngày, nhưng 4 tiếng đó cũng ngang được 2 tuần đi bằng ngựa. Lý do họ dừng ở ngọn núi để băng qua mê cung là vì lũ rồng ở ngoài kia sẽ tấn công họ nếu họ cưỡi Điểu Sư. Đi trên mặt đất thì cũng không an toàn nên mới đi bằng mê cung dưới lòng đất này. Nơi này đã khá cũ kỹ và cũng có quái vật là người chuột lũ này cấp thấp nên cũng tự biết chênh lệch mà không tấn công họ nhưng nếu chúng bị dồn vào đường cùng thì sẽ đánh trả thấy đường trước mặt bị lũ chuột chiếm giữ nên cả nhóm đành đổi hướng đi vì muốn hạn chế đánh nhau nhất có thể lúc nghỉ chân akatsuki đã đi thám thính xong tầng tiếp theo và đưa thông tin về cho siro sugu thì vẫn chán đời với đống đồ ăn nhạt thế kia họ chẳng thể nào thay đổi vị của đống đồ ăn này dù có để cho đầu bếp nấu thì vẫn nhạt nhưng được cái là gia vị trong này thì vẫn có vị đặc trưng nên họ vẫn có thể rắc lên đồ ăn cho đỡ nhạt Đột nhiên Mary gọi đến và bất ngờ khi cả ba đã đi được xa đến vậy. Đồng thời cô bé mà họ cần tìm hiện đã liên lạc được với Mary và Mary cho biết cô bé đó hiện đang trốn cùng người đã cứu cô bé. Trong lúc đó, cô bé mà nhóm Siro cần tìm là Sera. Sera hiện đang ở một thị trấn và làm giúp việc trong nhà của người đã cứu cô bé. Người đó là một thú nhân mèo tên Nian, thị trấn này đa phần toàn bọn người chơi lưu manh, cậy thế cậy quyền đi ăn hiếp các NPC, nhưng Sera sẽ sớm rời khỏi đây do nhóm Siro dự là sẽ đến trong vài ngày nữa. Siro lúc này vẫn không kể cho Mary biết về lũ điều sư còn Mary thì hoàn toàn yên tâm vào Siro, nhưng cô chỉ thắc mắc tại sao một người như Siro lại từ chối vào một bang hội nào đó. Mary sau đó đã đến cuộc họp của các chủ bang hội. Ở đây chỉ có 60% chủ hội tham gia, vì số còn lại thì đều đã từ chối. Quay lại với Siro, nhóm của cậu đã đi đến một cây cầu. Thấy cầu sắp sập thì Siro đã lao đến đẩy Akatsuki tránh ra để rồi bản thân cậu lại rơi xuống. Cậu sau đó mơ về thời gian cậu mới bắt đầu chơi game. Cậu lúc đó hoàn toàn cô độc cậu chỉ chơi một mình và tự tìm tòi mọi thứ, và rồi chính lượng kiến thức cậu có đã giúp cậu được nhiều người biết đến, cậu được mọi người nhờ vả và chỉ dẫn cách để lấy cái này lấy cái kia. Nhiều lúc cậu đã thấy rất phiền, nhưng cho đến khi cậu bước vào tổ đội đó thì cậu đã biết đây mới là những người cậu cần. Hiển nhiên trong số đó có Sugu, cậu tỉnh lại và thấy bản thân đã được vớt lên bờ bởi Akatsuki và Sugu. Cả ba sau đó tiếp tục đi tiếp và Akatsuki thấy cậu có vẻ dành về mấy cái bản đồ thật. Cậu cho biết ngoài đời cậu là lập trình viên đã tốt nghiệp đại học khiến Akatsuki nhận thấy cả hai cũng ngang ngang tuổi nhau. Cả hai đều sốc vì trước giờ Sugu vẫn nghĩ Akatsuki chỉ là một cô nhóc, thấy Akatsuki có vẻ giận nên Siro đành im miệng. Họ sau đó đã chạm mặt con trùng của mê cung này. Trước đây không hề có nên đây hẳn là sự khác biệt của bản cập nhật mới, tuy nhìn to vậy nhưng cấp nó vẫn chỉ ở tầm trung nên họ vẫn đấu được. Sugu đã mở đầu với chiêu khiêu khích và để Akatsuki đánh ở phía sau. Còn Siro thì lại tiếp tục dùng phép trói quái lại. Akatsuki vừa lên thì siro đã nhồi thêm một phép để làm suy yếu con boss và cường hóa thêm uy lực cho Akatsuki họ thành công diệt được con boss và mở ra lối thoát khỏi đây chứng kiến cảnh hoàng hôn này giúp siro hiểu ra đây chính là điều mới mẻ mà cậu đang tìm kiếm đây sẽ là chiến lợi phẩm đầu tiên họ có được từ khi chơi game này trong lúc đó một nhóm người chơi có thể xem là lưu manh đang cướp của cải từ npc tên đầu sỏ đã sai đàn em nhanh chóng tìm sera và con mèo đó về đây cho hắn nhóm siro không lâu sau đã đến được thị trấn mà sera đang trú ẩn cả ba đều đã nghe về cái bang hội lưu manh kia và họ cần vào trong thành để đón sera vì giờ nếu để sera ra ngoài thì họ sẽ có khả năng cao là bị đám lưu manh kia phát hiện nếu bất chắc đến mức mất mạng thì họ sẽ phải đi lại chuyến nữa để đón sera akatsuki sau đó đã ẩn thân trước còn siro và sugu thì đã vào thành cả hai nhanh chóng bị tên đầu sỏ và đám lưu manh phát hiện nhưng chúng chưa làm gì manh động siro đã đến điểm hẹn và gặp được sera và bất ngờ thay khi nian lại chính là đội trưởng cũ của siro cả hai gặp lại nhau thì nian đã hiểu tại sao siro lại đến nhanh được như vậy nian rất tin tưởng vào siro nên dám chắc kế hoạch sẽ thành công sera biết là sắp được về nhưng đã hỏi nian có đi theo không anh ta cũng sẽ đi theo vì đã không còn lý do gì để ở đây nữa nghe tin có sugu cũng đi theo thì nian càng yên tâm hơn họ sau đó cứ thế hiên ngang bước ra trước thanh thiên bạch nhật cho đám kia lưu manh kia thấy luôn hiển nhiên họ biết việc này sẽ khiến họ gặp nguy hiểm nhưng miễn là còn ở trong thị trấn thì chúng vẫn chưa thể tấn công nhưng cả hai vẫn dẫn sera đi khỏi cổng thành và đám lưu manh thì đã đi theo để chuẩn bị sera thì sợ hãi còn hai người kia thì vẫn bình tĩnh và vừa ra khỏi cổng thì tên đầu sỏ đã chờ sẵn họ ở ngoài cổng siro hỏi nian có solo được với tên đầu sỏ hay không thì anh ta vẫn thoải mái nên siro đã lên tiếng hỏi xem đứa nào mạnh nhất ở đây thì bước ra nói chuyện nian thấy tên đầu sỏ có vẻ nóng nên bảo hắn đừng có nóng này như con nít nữa mà hãy bình tĩnh như anh ta cho ra dáng một người trưởng thành Hắn không chấp nhận lời thách đấu nên Zero bảo hắn sợ thì có vẻ không phải thủ lĩnh mà tên mặc áo choàng kia giống thủ lĩnh hơn. Nian cũng khịa hắn là sợ hay rén này nọ khiến hắn đành phải nhận kèo mà đánh, hắn đã lao vào chiến với Nian. Zero thì đứng che chắn cho Sera. Zero cho ta biết tên đầu sỏ kia có lớp nhân vật đấu sĩ, là dạng chiến đấu bằng cách dùng những chiêu có thời gian hồi ngắn và tốc độ ra đòn nhanh để đối thủ không có thời gian nghỉ để đánh trả. Nhưng dù máu của Nian ít hơn thì anh vẫn có tốc độ và thái độ không hề nao núng bởi lớp nhân vật của Nian cho phép anh ta dùng song kiếm và có thể liên tục áp dụng hiệu ứng bất lợi lên đối thủ, nên tên đầu sỏ sớm bất lợi và hắn quyết định chơi bẩn là gọi đồng bọn hồi máu cho hắn. Chúng sau đó cũng định vào hội đồng Nian thì Sugu đã từ đâu khiêu khích hết toàn bộ bọn chúng, nhưng Sugu cũng sớm bị hội đồng cho gần hết máu. Thế là Siro đã bảo Sera tung chiêu hồi máu cho Sugu lẫn Nian, nhưng tập trung nhiều nhất là vào máu của Nian, Nian ngay sau đó đã bị sút đi mất. Còn Sugu thì buộc phải dùng đến một kỹ năng giúp cậu ta kháng toàn bộ sát thương trong 10 giây và chỉ 10 phút mới dùng được một lần. Đám kia nghĩ là Sugu hết đường rồi nên mới dùng đến con bài tẩy này. Nhưng hay Sugu hết hơi thì Nian đã nhảy về phía Siro và rồi vừa lách đi thì chiêu của Siro đã trói tên đầu sỏ kia lại. Và Nian chỉ việc tung đòn phá đi những sợi gai là đã đủ để khiến máu của tên đầu sỏ đó bốc hơi về con số 1. Akatsuki lúc này thì đã xử hết đám Heller và Pháp Sư phía sau. Cô không hiểu sao máu của tên kia bốc hơi nhanh vậy. Cô nghi ngờ là Siro đã dùng chiêu vừa rồi đến hai lần. Cụ thể là chiêu của Siro có 15 giây hồi chiêu và trùng với thời điểm hồi chiêu của tên đầu sỏ kia. Nên hẳn là cậu đã canh thời gian rất kỹ để tung ra hai chiêu cùng lúc và còn lợi dụng thời gian Sugu câu cho để qua mắt chúng. Quả nhiên cả ba phải cực kỳ hiểu nhau thì mới phối hợp được đến mức này. Siro cho tên đầu sỏ cơ hội rút lui vì cậu để lại một máu cho hắn là để cho hắn cơ hội. Nhưng hắn vẫn cố chấp nên Sera đã cho hắn một đòn mà cút luôn. Hắn thề sẽ nhớ mặt và trả thù Siro. Cả ba sau đó đã gọi điều sư đến và rời đi ngay lập tức. Lúc ra về, Akatsuki có vẻ hơi giàu dĩ vì cô tự ti với khả năng phối hợp của nhóm siro siro đã cho ta biết thêm về các npc họ vốn là những nhân vật được lập trình sẵn nhưng kể từ đại tai họa thì mọi thứ đã khác đi các npc giờ đây có nhân cách như người thật trên đường đi sera đã báo lại cho mari ở nhà biết là họ đã thành công thoát được và đang trên đường trở về sera biết bây giờ đã an toàn nên bật khóc và cảm ơn mọi người vì sắp tối nên họ quyết định sẽ dựng lều ở đây để nghỉ trong lúc nhóm siro dựng lều thì sera và nian đã đi nhặt củi nian bắt gặp một con nai nên quyết định trổ tài một chút tối đó ai nấy đang than vãn về đồ ăn nhạt toẹt thì sugu ngửi thấy mùi thịt cả ba tìm đến chỗ nian thì thấy anh đang nướng thịt nghĩ là nó cũng nhạt toẹt nên họ đã ăn thử thì bất ngờ thay đây là lần đầu họ cảm nhận được vị của đồ ăn thực sự trong thế giới này nhóm siro ăn ngấu nghiến và còn xin thêm sera nhìn mà còn tưởng nian là chim mẹ đang bón cho đàn con nian cho họ biết cách anh đã làm đó là trước đây họ đều lấy nguyên liệu và chế biến đồ ăn thông qua màn hình trạng thái nhưng bỏ cái lối suy nghĩ đấy đi giờ họ phải lấy nguyên liệu và chế biến trực tiếp đồ ăn thì nó mới có vị nhưng nhóm siro đã từng thử và khi đưa lên bếp thì nó lại tự nhiên tan ra thành mấy thứ đen xì này nian nghĩ là có thể họ chưa học đủ cấp của nghề đầu bếp siro thấy bản thân đã nghĩ theo lối mòn của game và quả nhiên vẫn còn nhiều thứ cậu phải học lại akatsuki sau đó đã đứng lên giới thiệu bản thân với nian và sera cũng vậy cô bé thấy có lỗi khi bản thân còn yếu kém và phụ thuộc quá vào nhóm siro sera thắc mắc về việc siro và nian có vẻ quen biết từ trước thì cả hai cũng thừa nhận luôn rằng họ từng ở chung một hội có tên là hội trà của những kẻ phóng đãng Hội đó chỉ đơn giản là những người đi chung với nhau chứ chẳng phải là bang hội lớn gì cả. Họ chẳng có gì giống nhau mà lại thích đi chung và làm những nhiệm vụ khó cùng nhau và có được những vật phẩm cấp cao. Akatsuki vẫn tự ti vì cô chưa thể phối hợp được với Shiro như cách cậu phối hợp cùng những người bạn cũ. Họ sau đó để ý thấy Sera có vẻ thích người trưởng thành như Nian. Họ dự đoán thử Sera tầm bao nhiêu thì nhìn vào cách hành xử thì có thể đoán được Sera tầm học sinh cấp 2. Shiro và Sugu nhớ là hồi trước hội của họ cũng có một cặp song sinh ở tầm đấy tuổi hồi đó cả hai thường xuyên bám theo siro để hỏi cậu về những thông tin trong game vì cả hai đứa nó rất thích trò chơi nên siro đã dùng cơ chế tự hạ cấp của bản thân tạm thời để chơi chung với hai đứa nhỏ cậu nhận thấy tên của cả hai vẫn ở trong danh sách và đã thấy hai đứa nó vào cái ngày đại tai họa họ quyết định sẽ đi tìm lại hai đứa nhỏ đấy vì lo là cả hai hẳn đang hoang mang lo sợ lắm nhưng siro đã thấy hai đứa nó vào một bang hội nên chắc là vẫn ổn sugu đã chạy đến hỏi xem đứa chị có sinh không thì cậu chịu vì chỉ toàn nghe giọng chứ chưa thấy mặt với cả cậu cũng không biết giọng nghe được có phải giọng thật hay không Hôm sau lên đường, cả nhóm bị mắc mưa nên đành đến một ngôi làng gần đó để trú tạm. Ni An thấy Siro có vẻ vẫn giống trước đây, không tham gia vào một bang hội nào. Với Ni An thì anh cũng từng có tham gia vào một hội của những người dùng nhân vật mèo. Họ đơn giản chỉ là nằm tắm nắng ngoài hiên, nhưng vào một lần mưa gió thì bang hội bị thổi bay nên giải tán hết. Họ sau đó đến một ngôi nhà gần đó. Chủ nhà kiêm trưởng làng của nơi này đã ra đón tiếp và cho họ mượn nhà kho để trú lại. Sugu thấy có rơm êm ái là dễ ngủ rồi. Ni An và Sera thì đi kiếm lò để nấu đồ ăn. Hai đứa cháu của ông cũng đến và thích thú khi thấy Akatsuki là ninja. Họ sau đó nghe được câu chuyện ở làng này, rằng trước đây, nơi này bị một cơn bão tuyết quét qua, bố hai đứa nhỏ thì mất tích, mẹ thì bệnh đang được chạy chữa ở trên núi. Ông sau đó ra chơi với hai cháu và Sugu nhận thấy NPC giờ đây cũng thật giống con người. Thế nhưng họ mới chính là con người vì những mạo hiểm giả hay người chơi thì mới là khác người nhất lúc này khi có thể hồi sinh, trước đây họ chưa từng để ý là có nhiều NPC đến vậy sera và nian sau đó đã đưa một đống nguyên liệu về nên giờ họ có thể làm ra đồ ăn cả hai đã làm thử một đĩa bánh quy và các npc chưa từng được ăn thử thứ này trước đây trong lúc đó một nhóm mạo hiểm giả đang phải dầm mưa để trở về đây chỉ là nhóm tàn quân vì đa phần đã bỏ mạng và bị đưa về lại thánh điện họ rất cay tên cầm đầu này vì hắn có cấp độ quá cao nên chỉ thu hút toàn quái mạnh đã vậy còn không có chiến sách rõ ràng để chiến đấu lúc trở về ta biết đây chính là hội mà cặp song sinh đã tham gia Họ đều bất mãn với hội này vì đám này gần như là đang bóc lột sức lao động của những người cấp thấp như họ. Trong chuyến đi kế tiếp, người em trai đã rất nhớ Siro thì đột nhiên nghe được giọng Siro gần đó, nhưng rồi cậu trai trẻ lại quyết định quay đầu mà không chạy đến. Theo như Siro cho biết thì bang hội là một thứ mang lại rất nhiều lợi ích. Nó cho phép người chưa sử dụng chung một kho chứa trong ngân hàng, có hệ thống giao tiếp riêng, có quyền mua hội quán cho băng và có thể ở lại đó để nghỉ ngơi và từ khi trở về, Nhi An đã truyền lại cách nấu nướng cho hội của Marie, đồng thời cùng họ tổ chức tiệc để mừng Sera trở về. Henry đã báo cho Mary biết việc là họ chưa nên công bố bí mật về nấu nướng này ra ngoài. Vì Siro bảo là nên giữ bí mật điều đó, tối đó, khi ai nấy đã đi ngủ thì Siro đã cùng Mary dọn dẹp và cả hai sau đó đã đi đàm đạo một chút. Mary rất biết ơn việc cậu đã làm thời gian qua. Còn Siro thì có hỏi cô trong lúc cậu đi vắng thì nơi này xảy ra chuyện gì hay không? Cô cho biết là không còn nhiều vụ cướp bóc, chị An cũng tốt hơn. Chỉ là bầu không khí dường như khó chịu hơn như thể đang ganh đua nhau. Bang của cô chỉ dưới 30 người và chỉ có vài người là cấp tối đa. Trong khi đó, bang hội đứng đầu cả nước là bang có đến hơn 1.500 người và đa số là cấp tối đa. Đại khái về việc ganh đua là bang nào lớn hơn thì sẽ có quyền lấn át hơn, mấy bãi săn thì đều bị bang hội mạnh hơn chiếm hết. Tuy lộng quyền là vậy nhưng các bang đã đặt ra luật là không được đánh nhau lúc săn quái nên số vụ cướp bóc hay đánh nhau đều được giảm đi. Siro vẫn thấy không ổn lắm vì việc ganh đua đã tạo ra rào cản vô hình lớn giữa những người chơi. Tuy nhiên họ chẳng thể áp buộc luật lệ hay tiêu chuẩn đạo đức lên mấy con người đó được. Vài ngày trước, Cô đã cho tập hợp nhiều bang hội nhỏ lại với nhau để chia sẻ cách giải quyết những rào cản này, nhưng mỗi bang lại có ý kiến nhỏ nhặt riêng mà không ai chịu ai để rồi chẳng đi đến đâu. Ngoài ra, có vài bang đang nhắm đến cấp độ giới hạn mới trong bản cập nhật vừa qua, thế nhưng để những người cấp cao có được kinh nghiệm thì họ cũng phải đánh quái cấp cao tương tự. Và thế là những người đó dùng đến một thủ thuật gian lận là dùng lọ kinh nghiệm. Lọ kinh nghiệm cho phép người dùng tăng một số bùa lợi nhất định và gấp đôi kinh nghiệm có được trong thời gian nhất định. Nhưng lọ kinh nghiệm chỉ được phát miễn phí mỗi ngày cho những người chơi dưới cấp 30 nên một bang hội đã thu nhận những người dưới cấp 30 và lấy lọ kinh nghiệm từ họ để bán lại cho những bang hội lớn cần đến nó. Siro sau đó ra ngoài đi dạo để suy nghĩ. Cậu không biết phải làm gì trong tình thế này và một người đồng đội cũ đã bảo cậu hãy thử giải quyết vấn đề này. Thế nhưng cậu chẳng biết phải làm gì vì bản thân cậu còn chưa có bang hội nào. Trước đây, cậu không thích vào bang hội nào vì họ chỉ nhắm vào cái mát kỳ cựu của cậu. Đột nhiên An tìm đến và thấy cậu vẫn còn ác cảm với việc tham gia vào một bang hội nào đó. Cậu biết những lý do bản thân nghĩ ra chỉ chứng tỏ cậu là một kẻ kiêu ngạo. Nhưng không thể phủ nhận việc cơ chế guild khiến người ta biến chất, thế nhưng trên đời đâu có thứ gì là không biến chất. Việc chối bỏ sự thật đó chẳng khác nào chối bỏ sự tồn tại của bản thân, tổ đội trước đây của họ cũng là do mọi người chung sức xây nên, do đó báu vật phải là thứ mà mọi người cùng chung sức có được. Nghe đội trưởng thông não thì cậu đã hiểu rằng, mọi người từ lâu đã ở cạnh cậu để chờ cậu thay đổi cách nhìn nhận về bang hội. Cậu sau đó đã gọi cho cô chị trong cặp song sinh là Minoji, cậu biết tình hình hiện tại của Minoji nên muốn cô bé xác nhận. Cô bé rất xúc động khi gặp lại Siro cậu hứa sẽ sớm đến đó để giải cứu cả hai chị em nên cứ yên tâm cậu hôm sau đã gặp lại sugu và akatsuki nên quyết định sẽ nhờ họ giúp đỡ cậu sau đó cũng về lại bang hội của mari để nhờ hội của cô giúp đỡ việc cứu hai chị em song sinh họ vẫn đang nợ cậu nên sẽ giúp cậu đồng thời cho cái bang hội chiếm đoạt lọ kinh nghiệm của người chơi mới kia cuốn gói ra đi cậu quyết định sẽ thanh lọc lại thị trấn này vì nơi này hiện đang vận hành theo một cách rất là nhỏ mọn và bẩn thỉu từng là thị trấn lớn nhất server nhưng giờ lại rất bạc nhược họ muốn nghe xem kế hoạch cậu có là gì để còn biết mà giúp Đầu tiên thì cậu cần 5 triệu đồng vàng, nghe xong thì ai cũng sốc. Thế nhưng thứ cậu cần hơn hết là sự thiện trí của mọi người. Càng nhiều người ủng hộ cậu thì cậu sẽ càng có khả năng thành công cao, do đó cậu xin sự trợ giúp một lần nữa. Vì giờ đây cậu đã thành lập cho bản thân một bang hội, có tên là Lock Horizon, chân trời ký lục về tiền tệ ở thế giới này. Một bữa ăn bình thường chỉ tốn 5 đồng vàng, ở lại nhà trọ thì 10 đồng, cần 35 đồng để có một ngày sống cơ bản. Chỉ cần diệt 6 goblin là đủ ngân đó, do đó nên 5 triệu đồng vàng mà Siro cần là quá lớn. Cả bang hội của Mary nhiều lắm cũng chỉ có 60 ngàn, thế nhưng cậu đã có kế hoạch cụ thể cho số tiền đó. Thế nhưng họ cũng tự có cách để kiếm tiền. Người trong hội của Mary và Sugu lúc này đã đi bắt sống đám lợn rừng, vì giết chúng thì chỉ rơi được hai ký thịt. Nhưng bắt sống đem về chế biến thì sẽ được gấp nhiều hơn, Nian thì đã huấn luyện ra thêm nhiều đầu bếp hơn cho hội. Mary thì suốt 3 ngày chưa ra khỏi phòng vì đống giấy tờ, nhưng Henry thì cứ tấp thêm giấy tờ, Siro cũng mang thêm đến cho cô làm tiếp. Henry thấy Siro khá là nhẫn tâm trong kế hoạch sắp tới, Zero thì hoàn toàn nắm được Henry trong tay vì cô rất thích ở cùng Akatsuki nên chỉ cần lấy Akatsuki ra dụ thì Henry sẽ làm. Akatsuki đang theo dõi tên bán lọ kinh nghiệm thì tự nhiên ớn lạnh ngang, Sugu và hai cậu trai vừa mang được đám thú rừng về thì liền được Mario ôm lấy cảm ơn. Nhưng ngần này chưa đủ lắm nên cậu trai lại chạy đi săn tiếp. Tối đó, Mari nhìn đống giấy tờ còn lại mà la làng. Cô từ nay hoàn toàn sợ mấy người đeo kính vì họ toàn người nguy hiểm. Dựa trên hồi tưởng của Henry, Ta biết cô từng là kế toán ở ngoài đời nên Siro đã nhờ cô giúp đỡ trong việc tạo ra cơ chế kiếm tiền mới. Vì săn quái ở đây không ăn thua nên họ sẽ dùng cách khác, và khi nhận ra là có cách thì Henry cho biết mục tiêu 5 triệu đồng vàng là khả thi. Sugu sau đó có mang bánh đến cho Mary thì cô liên tục phàn nàn về công việc. Cậu cảm ơn Mary vì đã ủng hộ cho kế hoạch của Siro và chỉ ngày mai thì kế hoạch sẽ bắt đầu. Và ngay ngày hôm sau, Marie cùng những cô gái đã mở một tiệm bán đồ ăn để thu hút người chơi đến ăn. Họ nghĩ là ăn cũng sẽ có vị nhạt nhẽo như mọi thứ dù có thấy mùi thơm nhưng họ chẳng kỳ vọng gì mấy nhưng thử thì cũng chả chết ai thế là họ ăn thử và rồi rớt nước mắt vì lại được nếm lại hương vị của đời thực ngay tại đây sự việc này bắt đầu lan truyền đến tai của mọi người trong thị trấn nhiều người lần lượt kéo đến đây để mua hàng làm ra phải nói là không kịp ai nấy cũng phải ở trong tình trạng bận rộn và cứ thế miệng truyền miệng và số người biết đến ngày một nhiều và cũng có vài kẻ bắt đầu cho người đi điều tra sau vài ngày họ đã thu về được hơn 40.000 đồng vàng nhưng với tiến độ này thì để kiếm đủ 5 triệu đồng vàng là mất đến 4 tháng, sẽ không kịp để thực hiện kế hoạch. Nếu họ đủ nhân lực thì có thể phục vụ nhiều nhất là 10.000 người một ngày, nhưng nhân lực hạn chế của họ bây giờ chỉ đủ có 1.000 người, nhưng tiền không phải mấu chốt của kế hoạch lần này. Vì đã xong việc nên Henry đã đi tìm Akatsuki để xả hơi. Akatsuki muốn chạy cũng chẳng được vì đây là khu vực của hội nên Akatsuki không hề biết đường hay những điều hạn chế được thiết lập ở đây. Cô bị bắt mặc một bộ đồ dễ thương rồi đứng trước mặt mọi người một cách rất xấu hổ. Mari không biết cậu trai tóc xanh đâu thì Sugu cho biết là chưa về. Vừa nhắc đến thì cậu ta đã xách được cả con boss lợn rừng về hội. Cậu ta sau đó mệt mà thiếp đi, còn Nian rất tiếc khi phải nói là thịt lợn rừng khổng lồ không đem nấu được vì mùi vị quá nồng. Siro sau đó đã thông báo với Minoji rằng mọi bước chuẩn bị của cậu đã xong nên cần cô bé chịu đựng thêm một chút nữa. Siro sau đó đã cùng Nian đi xem thử mấy căn nhà tại thị trấn. Nhưng nơi này giờ có thể mua lại để ở, nhưng giá toàn ở trên trời. Cả hai sau đó đã đi gặp lại một người đồng đội cũ là Sojizo cậu ta đã tự lập cho mình một bang hội để cùng mọi người nương tựa sau đại tai họa cậu ta nghĩ là siro ghét mình vì ngày đó có mời siro vào hội nhưng cậu từ chối cậu đã nói ra lý do của bản thân và việc bản thân đã thay đổi cách nhìn nhận ra sao và giờ cậu cần sojizo giúp cậu ta thừa nhận là thị trấn này giờ nhìn như một nhà tù vô hình nghe siro có cách giải quyết thì sojizo nhận lời luôn vì cậu không muốn tốn thời gian quý giá của siro vì cậu ta biết siro luôn có kế hoạch hay ho mà cậu ta không hiểu được nên cũng chẳng cần nghe giải thích làm gì và việc đầu tiên Sojiro cần làm là phụ giúp bán hàng, vì cậu ta cũng rất hút gái. Siro thấy giờ là lúc để kế hoạch lên bước hai, hôm sau, Marie đã cùng Henry đi gặp một thanh niên là Jasin, thanh niên này đã chơi cùng Marie trước đây nhưng từ khi cả hai có hội riêng thì đã ít khi gặp lại nhau. Jasin có một bang hội kiêm thương hội với 700 thành viên nên đã hỏi Marie cần giúp đỡ việc gì. Cô cần mua ít nguyên liệu từ Jasin, đa phần đều là nguyên liệu cho thức ăn để bán. Jasin biết điều này nên sẽ cố ép giá. Nhưng Marie đã được Siro dặn là nếu gặp khó thì cứ cười và để Henry lo phần còn lại. Henry biết Marie sắp đuối nên đã đưa giá cho Jacin và bảo Jacin nếu cần suy nghĩ thì cứ về trước vì cô sắp phải tiếp thêm hai thương hội nữa để làm ăn cho kế hoạch sắp tới. Jacin muốn thông tin về vụ làm ăn đó nên đã gặng hỏi và chấp nhận cái giá mà hội Marie đưa ra cho đống nguyên liệu. Trong lúc đó, Minoji thì vẫn đang bị bóc lột, cô bé đã xem thế giới này là một nơi tồi tệ. Vào cái ngày đại tai họa, cô bé chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi khóc lóc và chờ ai đó đến cứu. Nhưng đứa em Tô Gia thì đã chấp nhận sự thật, Tô đã làm điểm tựa cho cô ở đây vì cậu nhóc có vẻ rất thích thú với việc trải nghiệm những điều mới lạ. Việc họ được phát lọ kinh nghiệm hàng ngày khiến Tô Gia muốn đi đánh quái thử. Và Minoji cũng nhờ em trai mà mạnh dạn hơn, thế nhưng họ nhanh chóng bị đám người chơi khác hành cho một trận và mất hết tất cả. Chỉ lúc đó thì cả hai mới nhớ lại việc những thứ quan trọng thì nên cất trong ngân hàng mà Siro dạy, lúc cần ai đó để nương tựa thì cả hai đã gặp tên của bang hội bóc lột này cô bé khá ghen tị với siro vì cậu có thể tự giành lấy thế giới cho mình còn cô bé chỉ biết khóc lóc vì sự bất lực của bản thân do đó cô bé thấy bản thân không đáng được siro cứu còn marie và henry giờ cũng đã tiếp thêm chủ của hai thương hội nữa một người thì hơi thiếu tinh tế một người thì có đầu óc như siro nhưng thiếu sự gan dạ siro cho biết là họ không được chia sẻ bí kíp nấu ăn khi chưa đạt được hiệp định nhưng họ vẫn là người nắm cửa trên vì công thức nấu ăn là miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn giành lấy họ có quyền công khai thông tin gì và bí mật thông tin gì nhưng nhất định là không được nói dối Henry đã cho biết là hội của cô đang có một chiến sách lớn và nó đòi hỏi sự giúp đỡ của họ. Và người chỉ huy chiến dịch là Siro. Nghe đến Siro thì ai nấy đều biết cậu ghê gớm ra sao nên lời nói của Henry càng có trọng lượng. Và điều kiện họ cần là 5 triệu đồng vàng. Ai nấy đều nghĩ 5 triệu đó là chi phí cần cho một nhiệm vụ cấp cao của bản mở rộng này. Marie đã cho họ ăn thử món pudding làm từ nguyên liệu của quái cấp cao, thế là họ đủ biết để làm ra món ăn ngon thì cần nguyên liệu cấp cao ra sao. Nên dám chắc lợi nhuận từ nó sẽ là không ít, sau khi cộng trừ chi phí thì cô cần thêm 4 triệu rưỡi đồng vàng nữa. Nếu chỉ một thương hội cung cấp thì cán cân quyền lực sẽ nghiêng quá về một bên nên cô mới yêu cầu gặp cả ba để chia ra mỗi hội tài trợ 1 triệu rưỡi đồng. Nhưng ông chú thiếu tinh tế sẵn sàng chi hết để ăn lợi nhuận nhiều nhất khiến hai bên kia đều phải lên tiếng đòi góp sức. Trong lúc đó, hai chị em song sinh đều đã biết về việc sắp được Siro cứu, nhưng Minoji thì cho rằng bản thân quá thảm hại và không đáng để Siro giúp. Còn Toza thì cho rằng Siro quá tuyệt nên muốn được trở thành một người như Siro thay vì cứ dựa dẫm vào cậu. Hai bà chị lúc này đã trở về và rất mệt mỏi, nhóm của Siro đã đưa bánh đến cho họ tẩm bổ và cho biết Siro đã chuẩn bị cho bước kế tiếp. Bang của Marie và Siro sau đó đã gửi lời mời đến những bang hội lớn trên khắp đất nước tới tham dự cuộc họp. Chỉ mỗi Mary thì chắc chắn họ sẽ không để tâm nhưng do có cả Siro thì họ đều phải hoãn lại công việc để đến dự. Siro sau đó có gọi cho hai chị em để thông báo kế hoạch sắp tới. Minoji đã quyết định sẽ thay đổi vì em trai và chấp nhận theo Siro và thế là cuộc họp đã sắp chính thức bắt đầu. Trong game, các bang hội thường sẽ chia làm hai kiểu một bang chuyên về chiến đấu và mấy bang này đa phần là những người cấp cao và thứ hai là bang giao thương và hỗ trợ bang hội này thì thường chiếm số đông và cuộc họp lần này hội tụ đủ tất cả hội trưởng từ các bang hội lớn về đây siro đã đứng lên bắt đầu cuộc họp và ai nấy vẫn còn nhớ đến cậu siro cho biết là kế hoạch liên kết các bang nhỏ gần như đã thất bại vì ai cũng chăm chú vào cái lợi của bản thân nên giờ ai nấy đều nghĩ cuộc họp lần này cũng chỉ là như cuộc họp lần trước nhưng siro nói thẳng là vụ này là để cải thiện tình hình ở thị trấn lớn nhất này nhưng một bang chiến đấu đã rút về vì họ chỉ tập trung đánh quái và thi thoảng ghé về đây để bán đồ nên tình hình ra sao cũng chẳng quan tâm việc những bang chiến đấu rút khỏi cuộc họp là điều siro đã dự tính từ trước sera thắc mắc là akatsuki với sugu đâu thì siro đã cho họ việc khác đó là những đứa trẻ bị bang kia chấn lột lọ kinh nghiệm hàng ngày hãy trốn thoát khi có thể ngoài cửa của sảnh bang hội sẽ có akatsuki đón nếu họ có bất chắc và mất mạng thì đã có sugu ở thần điện để chờ họ hồi sinh rồi đón đi nên việc cơ bản là chỉ cần chạy thẳng ra ngoài quay lại với siro cậu cho biết ở bàn tròn này hiện tại chỉ còn 11 hội và cậu muốn mời họ vào hiệp hội bàn tròn và bốn hội chuyên về chiến đấu được chọn vì họ là những hội mạnh nhất ba hội chuyên về thương gia cũng được chọn vì sự lớn mạnh của họ còn những hội còn lại của bàn tròn là đại diện cho những người chơi và những bang hội nhỏ khác cậu chỉ là người đưa ra đề xuất và tổ chức hội nghị này vì hội của cậu chỉ mới có bốn người nên không đủ tư cách tham dự như một thành viên giờ là vào vấn đề chính siro có cách nào để cải thiện trị an tại thị trấn này cậu đã ngay lập tức nói về vụ bóc lột lọ kinh nghiệm của một vài bang hội gần đây có thể nó không phạm luật của game nhưng vốn dĩ game này đã chẳng tồn tại thứ gọi là luật lệ việc người ta cấm đánh nhau trong thị trấn chẳng qua là vì sợ cảnh vệ đến đánh trả nên đó chỉ xem như là cơ chế game chứ không hề gọi là luật luật là thứ do con người đặt ra và được người khác công nhận siro đã lấy ví dụ về thị trấn mà họ đến cứu sera như là ví dụ về sự vô luật pháp ở đó lời của siro khiến mọi người dần dao động nhưng để cùng đi đến sự đồng thuận là chưa đủ thế nhưng họ đều cho rằng siro dù có đặt ra luật pháp nhưng nếu có vài kẻ không thừa nhận thì cậu tính làm như nào với cả những bang hội chiến đấu lớn của họ nếu không chấp nhận nghe theo luật của cậu thì cậu tính sao thế là cậu quyết định dùng đến biện pháp gian đe cậu đã mua lại căn nhà hội quán của các bang hội này tức là giờ siro đã trở thành chốt kiểm soát nếu họ muốn về bang hội nên cậu có quyền cho phép bất cứ ai vào danh sách đen của mình muốn ra vào hội quán của bang hội đều phải đi qua nơi này ngân hàng của bang hội cũng được đặt tại đây nên nơi này có thể xem là cực kỳ quan trọng nên siro có quyền ngăn chặn bất cứ ai ở thị trấn này tiếp cận tài khoản ngân hàng của họ bởi thế nên người ta mới gọi siro như một con quỷ biệt danh mắt kính hắc ám là không hề sai với siro hai chị em song sinh lúc này đã bắt đầu đánh trả đám chấn lột để chạy ra khỏi bang hội họ gặp nhóm của akatsuki ngoài này và cô thông báo cho siro rằng kế hoạch đã bắt đầu những người khác thấy siro đang uy hiếp họ nhưng luật lệ được đặt ra là để dân đe nhờ đâu mà cậu mua được nơi này thì nó là nhờ 5 triệu đồng vàng mà ba thương hội cung cấp họ cũng đã nhận được công thức làm bánh xem như là đổi lại và từ đầu họ cũng đã chẳng có ý định chống đối lại siro trong lúc đó cặp song sinh do đi sau nên chưa ra được đến cửa và bị đám chấn lột cản lại Chúng dùng phép khiến máu của cả hai chị em tụt không phanh, Minoji đã dựng phép chắn nhưng chẳng được bao lâu. Thế là Tô ra phải kéo chị gái chạy nhanh ra khỏi cửa, đám trong kia thì không mở cửa được nữa do đã bị Siro cho vào danh sách đen. Nhưng tên chủ hội vẫn sót ra được nên tóm được Tô ra, tuy không thể dùng phép nhưng hắn có thể dùng sức để lấy mạng Tô ra. Đúng lúc này thì Akatsuki tìm đến và cho Siro biết là sót một tên nên đọc tên hắn ra cho Siro bỏ vào danh sách đen nốt. Hắn sau đó bị trục xuất khỏi hội quán và bị Sugu tóm được ngoài kia. Akatsuki sau đó đã đưa hai chị em đi đến nơi an toàn để tắm rửa lại cho sạch sẽ. Zero giờ đây đã có tiếng nói trước hội đồng nên cậu đã đưa ra hai tiêu chí mà cậu muốn thay đổi lại thị trấn này. Khi nghe cuộc đào thoát đã xong thì cậu liền cười thầm. Và thanh niên tóc đỏ từ một hội chiến đấu này đã bực bội vì cậu cứ cười và yêu cầu cậu nói ra việc bang hội của cậu đang có suy nghĩ gì. Một tuần sau cuộc họp, cả thị trấn đã gần như thay đổi và có sức sống hơn trước. Quay lại trước đó, ở cuộc họp, Zero và Marie đã công bố về cách để chế biến món ăn có hương vị thật là nấu trực tiếp bằng người có nghề đầu bếp. Đồng thời ba thương hội cũng đã bắt tay nhau để cùng tạo ra công nghệ cỗ máy hơi nước, thứ trước đây chưa từng tồn tại trong game, có nghĩa là giờ đây họ có thể chạy đua những phát minh bằng chính bàn tay này thay vì sử dụng những câu lệnh như đám lạc hậu. Việc Siro làm sẽ cho người chơi thêm động lực và mục tiêu để phấn đấu, vì đa phần người chơi giờ đều chán khi chẳng có gì làm, việc thúc đẩy phát triển sẽ khiến người ta có thêm mục tiêu để kiếm tiền và hưởng thụ. Và không chỉ thương hội có lợi mà việc kiếm tiền bằng cách đánh quái cũng sẽ được thúc đẩy mạnh hơn và đem về lợi lộc cho cả những hội thiên về chiến đấu, còn về luật lệ Siro muốn đặt ra luật cấm đánh nhau hoặc ức hiếp người chơi cấp thấp tại những bãi săn quanh thị trấn. Còn về nhân quyền thì cậu muốn để người chơi tự do tham gia hay rời khỏi bang hội nào họ muốn, và luật cấm giam giữ hay ức hiếp cậu đưa ra cần họ áp dụng lên cả các NPC, vì NPC giờ đây cũng giống như người thật, họ cũng trực tiếp tham gia vào đời sống của người chơi và là cư dân vốn có của thế giới này. Nếu họ còn ức hiếp các NPC thì chắc chắn sẽ có lúc NPC đứng dậy chống lại người chơi như họ. Và cứ thế, 10 bang hội đều đã đồng loạt đứng lên tham gia vào hiệp hội bàn tròn sau ngày hôm đó các chủ hội đã đứng lên công bố nội dung cuộc họp và cả công thức về cách nấu nướng đồng thời mỗi khi có người muốn vào hội quán thì sẽ phải đóng phí một đồng vàng như là thuế còn đám đã bắt giam và chấn lột người chơi cấp thấp thì bị giam trong hội quán một thời gian dài nên đã tự thoát ra bằng cách dùng lệnh dịch chuyển hoặc tự xuyên lẫn nhau để hồi sinh ở thần điện chúng đã giải tán bang hội và rời khỏi thị trấn những đứa trẻ sau khi được cứu thì đã vào hội của Marie nên cô phải chuyển nhà đến nơi rộng hơn còn nhóm siro thì đã dọn đến nhà mới và ra xin đã tìm đến để cho siro biết là cậu ta sẽ thuê npc về làm việc Thế nhưng đúng lúc này thì cậu và một chủ hội khác đã nhận thấy các NPC gần đây có vẻ để mắt và cảnh giác với họ, hẳn là phe NPC đã bắt đầu có những hành động cần dè chừng. Mary và Henry sau đó đã mang quà đến mừng tân gia, Sojizo và một người đồng đội cũ trong tổ đội xưa là Nazuna cũng tìm đến để chúc mừng. Nơi này đã được tu sửa lại bởi anh trai thiếu tinh tế của thương hội lớn kia, và trước đó thì chủ hội kiếm đen cũng ghé qua để rửa sạch lại nơi này giúp họ. Những người khách sau đó cũng ra về và Siro đã có hỏi về cặp song sinh ra sao thì Mary chỉ nói là chúng vẫn khỏe mà ra về. Nian sau đó ra ngoài để mua nguyên liệu về làm cà ri. Cả nhóm Siro nghe cà ri thì khoái ra mặt. Siro nhìn hai đứa bạn thì lòng biết ơn vì cả hai đã theo cậu từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nian sau đó trở về với cặp song sinh. Cả hai đều ngỏ lời muốn vào hội của Siro. Trong lúc cậu còn đờ người ra thì Nian đã nhắc cậu nhớ việc cậu là một thủ lĩnh. Thế là cậu quyết định sẽ dẫn dắt hội này nên đã đồng ý cho cả hai vào hội. Cả hội sau đó cùng ngồi dưới trời sao để ăn cà ri. Ngắm nhìn thành quả mà bản thân đã làm ra khiến cảm xúc trong Siro càng dâng trào. Trong lúc đó. Tại vương quốc của NPC hay trong phim này người ta gọi là đại địa nhân, vua của nơi này nghe tin các mạo hiểm giả hay người chơi đã lập nên một hội nghị bàn tròn thì liền phải đề tâm. Trong lúc đó, có hai đại địa nhân đang đi săn. Họ đều không tin tưởng gì vào các mạo hiểm giả vì cho rằng các mạo hiểm giả chỉ biết chém giết một cách vô bổ. Đang định bắn con hươu thì họ nhận thấy một đám mây đen kéo đến nên biết quả này nguy hiểm sắp đến. Trong lúc đó, tình hình ở thị trấn đã phát triển rõ rệt. Ai nấy đều có cách để kinh doanh buôn bán cũng như phát triển. Sugu và Akatsuki thì bận bịu với việc huấn luyện cho cặp song sinh. Siro thì thử dùng năng lực của bản thân để phát triển thử cách vẽ hợp đồng hay mấy thứ tương tự xem sao. Nian đã yêu cầu cậu nên thử gác lại công việc một thời gian để đi nghỉ ngơi. Đột nhiên Henry gọi Siro đến để nhờ giúp xử lý vài việc. Cụ thể là Mary đang đình công vì cô muốn đi đâu đó chơi chứ không phải là cắm mặt vào công việc suốt ngày. Thấy Mary cứ ăn vạ vậy thì ai cũng bó tay. Nhưng rồi Siro nghĩ ra được một ý tưởng. Thế là họ tổ chức một chuyến đi huấn luyện cho những người chơi dưới cấp 40. Bằng cách này thì họ vừa có thể đi chơi và vừa có thể lấy lý do là công việc. Tất cả sau khi bàn bạc xong thì quyết định sẽ cùng đi, Ni An tất nhiên cũng sẽ đi theo với tư cách là huấn luyện viên. Tối đó, cặp song sinh quyết phải thay đổi và mạnh hơn nữa để chứng minh cho Siro thấy rằng cậu đã đúng khi quyết định bỏ công sức ra cứu cả hai. Tuy nói là huấn luyện nhưng Marie và Henry đều thích thú và phấn khích trong việc chuẩn cho phần ăn chơi. Đột nhiên họ nghe tin là có một nhóm người đang tiến đến thị trấn, lúc ra gặp thì nhóm người này giới thiệu họ là sứ giả của liên minh của các đô thị tự do. Nơi đó nằm phía đông của lục địa và có vẻ nơi này đã bước đầu tiếp cận với hội nghị bàn tròn. Họ đã mời cả hội nghị tham gia cuộc họp của các lãnh chúa vào tháng tới. Siro biết việc này sẽ vừa có ưu và vừa có nhược điểm. Ưu điểm là họ sẽ có thêm thông tin và kiến thức về đại địa nhân của thế giới này, nhưng nhược điểm là họ có thể sẽ dính phải chiêu trò chính trị của những lãnh chúa. Giờ được cái này thì mất cái kia, nhưng Siro không lo lắm về nhược điểm vì các đại địa nhân vốn yếu hơn người chơi nên họ vẫn sẽ là phe nắm cửa trên. Hôm sau, đoàn của Mary đã lên đường đi huấn luyện, trên đường đi, cả nhóm đã được ngắm nhiều cảnh vật mà họ chưa từng nhìn qua trước đây. Họ quyết định nghỉ chân tại một ngôi trường bỏ hoang và đêm nay sẽ tổ chức tiệc nướng, tiếc là Siro không thể tham gia. Vì cậu đã cùng một cả hội nghị đến tham dự cuộc họp, trước đó ở cuộc họp, cả bàn đã chọn ra một người từ hội chiến đấu và một người từ hội thương gia để đi tham dự, nhưng họ vẫn phải cần thêm một người mạnh về khoản chính trị và đàm phán. Cả 10 ánh mắt chĩa về một hướng nên Siro chẳng trốn được, đến lúc lên đường cùng Siro. Người đi chung với cậu lại là anh trai giáp đen đeo kính và ông anh thiếu tinh tế của bên thương gia này. Akatsuki thì sẽ luôn đi theo Siro và kéo theo hệ lụy là cả Henry cũng đi chung, ngoài mặt thì Henry bảo là đi chung để học hỏi nhưng Siro biết thừa là cô đi theo vì Akatsuki. Siro biết các đại địa nhân giờ sẽ thay đổi khá lớn, trước đây, lúc các đại địa nhân chỉ là nhân vật được lập trình thì họ có thể làm nhiệm vụ cho đại địa nhân và nhận thưởng. Giá trị nhất là chiếc túi ma thuật này, nhưng giờ khi trò chơi thay đổi thì những người chơi mới chưa có túi ma thuật thì sẽ mãi mãi không có nữa. Nhóm Mary sau một lúc đi tham quan quanh thị trấn thì cũng đã đến được địa điểm mà họ mong chờ, bãi biển ai nấy đã lao thẳng xuống biển để ngâm mình. Trong lúc đó, nhóm Siro đã đến đây lâu đài băng, nơi tương truyền là được tạo ra bởi một tộc người cổ xưa. Tối đến, buổi dạ tiệc kiêm buổi họp đã diễn ra. Ai nấy đều thấy khá là áp lực, Akatsuki thì khá ngại với bộ đồ dạ tiệc này. Nhưng Henry thì cứ khen nó xinh, lý do Akatsuki không thích là vì bộ này không giấu vũ khí được. Người đứng đầu liên minh đã đến gặp cả nhóm. Anh trai giáp đen đã mạnh dạn bước lên giới thiệu bản thân là Krusty. Anh ta trông rất có phong thái của quý tộc nên Siro cũng đỡ khổ hơn. Lúc Krusty bàn bạc với nhà vua, Siro và Henry thấy đa phần quý tộc không dám đến gần họ. Vì cũng như họ thì hai bên chẳng có tí thông tin nào về đối phương. Hai bên vừa muốn khai thác thông tin về bên còn lại nhưng cũng không muốn để lộ thông tin về bên mình. Nhà vua sau đó đã giới thiệu cháu gái của mình trước toàn bộ mọi người. Cô là Lestia, còn với bên của Marie, Sugu tuyên bố hôm sau sẽ cho cả đám vào hầm ngục để thử thách. Ai nấy đều háo hức cho đến khi nghe việc là chỉ có mình chúng đi chứ những huấn luyện viên thì không thì ai nấy lại tự nhiên đổi sắc. Trong lúc đó, nhóm siro ngồi ngắm các quý tộc khiêu vũ nhà vua muốn họ ra nhảy một bài vì ai cũng chú ý đến họ giờ không nhảy thì mất mặt hội nghị bàn tròn mà nhảy thì người nhảy lại mất mặt ai nấy đều từ chối Krusty thì cho rằng bản thân muốn bàn thêm vài việc với nhà vua nên Siro bị đùn ra nhảy, nhưng cậu may mắn khi có Henry đi theo làm bạn nhảy. Cô biết Siro không biết nhảy nên cô sẽ hướng dẫn. Henry có lớp nhân vật là hỗ trợ bằng âm thanh, nên cô chỉ việc ra giai điệu cho Siro bước theo cả hai thành công chiếm hết ánh nhìn trên sàn diễn và đám trẻ con thì lại vô tình đụng chúng akatsuki nghĩ cô cũng là con nít nên chúng đã rủ cô chơi trốn tìm thế là cô biến mất và chỉ để bộ đồ ở lại siro sau đó đã được nghỉ và được minoji gọi đến cô bé lo cho chuyến đi hầm ngục ngày mai vì sợ bản thân sẽ làm gánh nặng của mọi người trong khi những huấn luyện viên không đi theo nhưng siro hỏi cô bé còn giữ sổ tay ghi chép lại những điều cậu dạy hay không vì chỉ cần còn có cuốn đó thì cô bé sẽ tự biết phải làm gì cậu muốn cô bé phải tự ngộ ra thêm nhiều thứ khác nên không muốn chỉ dạy quá tận tình Sáng hôm sau, đoàn của Siro đã ngồi thưởng thức bữa sáng và Siro thề sẽ trả đủ cho họ về vụ đùn đẩy việc khiêu vũ cho cậu. Akatsuki thấy cậu là kẻ nhỏ nhen nhưng cậu cũng nhận ra Akatsuki có vẻ giận nên cũng có cái bắt bẻ lại. Về lại vấn đề chính, Siro muốn biết đoàn này có đầu bếp hay không. Vì có vẻ cung điện này sẽ cần thêm người hỗ trợ phục vụ vì cậu tin chắc việc họp quý tộc sẽ còn diễn ra thêm. Toàn bộ liên minh của đại địa nhân này nhìn chung cũng đến khoảng 30.000 người. Và 20.000 người chơi của họ lại ở một phe nên đại địa nhân chắc chắn sẽ phải lo ngại về họ. Lý do cuộc họp này là để họ xem thử người chơi có tham vọng và âm mưu gì. Nhưng nhìn chung thì buổi khiêu vũ tối qua đã dẹp tan suy nghĩ đó của họ. Siro dám chắc đại địa nhân đang suy nghĩ như sau, từ trước đại tai họa, các đại địa nhân chỉ cần trả công cho người chơi là họ sẽ không đả động gì, nhưng từ sau ngày đó, số người chơi đi làm nhiệm vụ đã ít đi và giờ thì lại lập nên một tổ chức cai trị như cách họ đang làm và còn phát triển rất nhanh nên họ phải sớm kéo được hội nghị bàn tròn về phe. Hiển nhiên họ sẽ không chịu làm kèo dưới nên sẽ cố thỏa thuận và mua chuộc từng cá nhân hoặc bang hội nhỏ của phe người chơi nên làm cách nào để ngăn việc đó xảy ra. Và để chắc chắn suy luận của Siro là đúng thì Akatsuki chính là người Siro cần để thám thính. Trong lúc đó, nhóm tập luyện lúc này đã đến hầm ngục và Nian đã chỉ họ lối đến hầm ngục sơ cấp và nên biết lượng sức mình trước khi vào đường trung cấp. Sau khi chia đội, hai chị em song sinh đã đi cùng cô bé Sera. Một cô gái khác là Isuzu và một thanh niên ảo tưởng là Judy. Thanh niên này cấp thì ít mà hay mở mồm tự cao và bằng cách nào đó vẫn làm thân được với Toza. Minoji muốn bàn kế hoạch mà không chen vào được thì càng thấy tự ti hơn, Trước khi vào thì Nian và Sugu cũng không quên đưa ra lời khuyên và động viên họ cố gắng. Họ sau đó đã đi vào trong và Judy đã được nhờ sử dụng ma pháp để tạo ánh sáng nhằm giúp họ thấy đường trong hang tối này. Sera cũng làm được khiến thanh niên nghĩ ánh sáng của bản thân yếu hơn nên bắt đầu dần mặt, nhưng chỉ là càng sáng càng tốt nên thanh niên đã bỏ qua. Họ sau đó đến lối chia ra hai ngả. Nhóm trước đã đi vào bên trung cấp nên họ sẽ đi lối còn lại. Minoji muốn Judy ra sao đúng vì là pháp sư nhưng cậu ta cho rằng đứng càng gần thì phép bay càng nhanh thế là minoji chỉ có thể tự an ủi bản thân là sẽ hỗ trợ cậu ta kịp thời cả nhóm sau đó chạm mặt ba con xương toza đã lao lên trước để tấn công và thu hút chú ý của quái nhưng đánh xung quá khiến toza dính sát thương buộc minoji phải bắp grab nhưng bắp phải vào ngay lúc quái đánh chứ bắp sau như này thì chẳng có tác dụng sera phải dùng hồi máu lại và judy cũng đã dùng ma pháp để xử lý đám còn lại isuzu đã cường hóa để judy bắn thêm một pháp nữa khiến cả bọn thấy họ cũng ăn ý ra phết đột nhiên judy chặn được một mũi tên bay đến một cách tình cờ mũi đó bị một con xương cầm cung bắn ra tô đã háo thắng mà lao lên để rồi bị năm con xương bất thình lình xuất hiện vây lấy minoji muốn tung phép bảo vệ nhưng không kịp đột nhiên đám xương đổi qua nhắm vào judy khiến máu cậu ta tụt khá nhanh cả bọn không còn cách nào ngoài cùng nhau bỏ chạy trong lúc đó Krusty đang bàn bạc với một quan thần thì phát hiện công chúa Lestia nên gác lại công việc để xuống gặp công chúa một chuyến. Krusty tối đó đã cho cả nhóm Siro biết anh ta từ giờ sẽ không lo việc bị kéo đi đến mấy bữa tiệc phiền phức của quý tộc nữa do đã có một tấm khiên vững chắc. Zero không hiểu tấm khiên Krusty nói là gì. Còn công chúa lúc này đã cho cô hầu biết về Krusty. Lúc anh ta tìm đến cô thì cô đã thấy Krusty khá là phiền phức. Và bằng cách nào đó thì anh ta lại như thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô. Krusty nói thẳng là anh không thích mấy cái tiệc trà của quý tộc nên chọn làm quen cô và đi với cô như là cái cớ để né mấy buổi tiệc trà đó. Cô hầu muốn công chúa đừng đến gần Krusty quá vì anh ta là mạo hiểm giả và họ không có tí thông tin gì về những người đó. Sáng hôm sau, công chúa thấy Krusty đang giúp những quân lính tập luyện. Cô xuống xem thử thì Krusty cho biết anh chỉ muốn hiểu hơn về đại địa nhân nhưng cô biết thừa là anh đang điều tra về sức mạnh của họ. Krusty thì vẫn biết cô đang nghĩ gì nên đã cố ý nói lớn để quân lính tập trung lại. Anh muốn đưa ra một đề nghị đó là họ sẽ đấu tỷ thí và người mạnh nhất sẽ được tháp tùng công chúa. Ai nấy nghe xong thì có hứng ra hẳn. Siro đi qua thì đã hiểu tấm khiên Krusty nói là gì. Akatsuki trong lúc điều tra đám quý tộc thì lại bị đám con nít phát hiện mà cản trở buộc cô lại phải trốn đi. Siro lúc này cũng khổ tâm ở cuộc hội nghị của riêng mình do ai cũng có cái tôi rất cao mà không chịu theo ý kiến người khác. Minoji gọi đến để xin thêm lời khuyên nhưng cậu hiện đang khá bận, còn Krusty thì đã đánh bại hết quân lính và công chúa gần như chả có tí bất ngờ. Krusty sau đó đã đi chơi với công chúa và quyết định nằm lên ghế để nghỉ ngơi, anh muốn công chúa cũng thử nằm lên bàn thử xem. Anh cho cô biết là mạo hiểm giả bọn họ hoàn toàn tự do và muốn có được sự tự do đó thì họ đều phải có quyết tâm. Còn nhóm trẻ lúc này đã đánh đi đánh lại nhiều lần mà vẫn chẳng ăn thua gì, họ luôn thua dù đám quái rõ ràng là ít cấp hơn. Judy đã đổ lỗi cho mọi người tuyến sau, Minoji muốn nói nhưng lại chẳng chen lời vào nổi. Những huấn luyện viên ở bên ngoài thì vẫn ăn chơi. Sugu không lo việc đám trẻ có gặp chuyện, vì nếu lũ trẻ bị hồi sinh lại ở thị trấn thì Sugu sẽ lái điều sư đến đón. Họ sau đó bắt cua đem luộc nhưng Nian chỉ thích ăn cua nhỏ vì cua lớn khá nhạt. Đột nhiên Mari thấy một đợt sóng ở ngoài xa và nó nhanh chóng biến mất, trong lúc đó, anh trai thiếu tinh tế kia đang đàm phán với một quý tộc, họ cảm kích việc mạo hiểm giả đã tìm ra cách thức chế biến thức ăn nhờ nó mà các lãnh địa ngày càng giàu mạnh hơn nhưng có vấn đề khi vận chuyển là quái vật anh ta nghĩ là họ cần các mạo hiểm giả diệt quái hộ nhưng cái ông ta cần là công nghệ vận chuyển qua đường biển Krusty lúc này đang cùng công chúa tham dự một buổi dạ hội Krusty chỉ nói chuyện với mỗi mình công chúa đột nhiên có hai thiếu nữ tìm đến và muốn được nói chuyện với Krusty anh dẫn cả hai và công chúa ra ngoài cả hai đều khen ngợi Krusty còn anh thì chỉ khiêm tốn nhận lời công chúa thì cứ nhìn anh một cách phiền phức nhưng cũng chỉ đành hùa theo lời của anh để hai thiếu nữ này rời đi sớm lúc cả hai rời đi thì Krusty đã cho công chúa biết anh cứ ở gần cô là vì anh có một đứa em gái và nhìn cô rất giống đứa em gái đó nên anh mới đi cùng cô để có thể giải tỏa sự mệt mỏi trong lòng cô đành chấp nhận để anh đi cùng và đưa tay cho Krusty cứ nghĩ anh sẽ hôn lên nhưng anh lại bắt tay một cách bình thường Siro lúc này đã đến tìm Akatsuki để hỏi kết quả điều tra được biết các quý tộc tuy vẫn rè chừng trước họ nhưng đa phần quý tộc đều chỉ có một nửa là không ưa họ còn một nửa thì vẫn muốn kéo họ về phe đột nhiên một tên ma pháp sư tìm đến và giới thiệu bản thân là Regan Regan đã đưa cả hai đến kho sách của bản thân để tiếp khách Regan biết về cái túi ma pháp và cách để có được nó còn những mạo hiểm giả trẻ thì lúc này định lén vào hầm ngục lần nữa thì sugu cấm vì họ nên biết giữ và tôn trọng quy tắc trong lúc đó Regan đã cho siro nghe về việc anh ta đang tìm hiểu về cách sử dụng ma pháp cấp thế giới có nhiều cấp độ ma pháp khác nhau và ma pháp cấp thế giới là lớn nhất. nó có thể thay đổi cả một nền văn minh. trước đây thế giới tồn tại nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng những chủng tộc mạnh về quân sự thì lại yếu về sinh sôi nên dần bị chủng tộc độc nhất là con người đè bẹp. họ đã tức giận và triệu hồi đến sáu nữ thần báo oán. đó là lúc ma pháp thế giới được dùng lần đầu tiên. tuy nữ thần sớm bị con người đàn áp nhưng những nữ thần cũng đã thành công trong việc phá hoại con người. đó là khiến những con goblin và quái vật sinh sôi ra. đám quái vật do có cơ chế respawn nên đánh mãi không hết và rồi ma pháp thế giới lại được kích hoạt và đưa những mạo hiểm giả đến với thế giới này vào hơn 200 năm trước. Và Siro thì từ 100 năm gần đây đã được họ nghe đến tên tuổi. Siro nhận thấy thời gian trong game trôi nhanh gấp 12 lần ngoài đời, nên gần 100 năm là trùng với 8 năm kể từ lúc cậu mới chơi game. Còn sự kiện đã triệu hồi mạo hiểm giả đến thế giới này là vào 20 năm trước, thời điểm game chính thức mở cửa. Siro sau đó muốn điều tra thêm vì theo như lời Regan nói thì con người lẫn người chơi trong đây đều tồn tại một thứ năng lượng là hồn phách. Hôn phách ảnh hưởng trực tiếp đến ký ức của người chơi nên mỗi lần chết và được hồi sinh thì người chơi sẽ quên đi một lượng ký ức nhất định. Trong lúc đó, nhóm trẻ lúc này quyết định sẽ vào hầm ngục chuyến nữa, nhưng đột nhiên Minoji nhận ra gì đó, Tô cũng ngờ ngợ nhận ra. Minoji vẫn sợ sệt nên đã tự đánh vào mặt để có tinh thần và đứng lên nói, cô bé muốn họ thử chờ đến chiều rồi hãng vào xem sao. Lý do Minoji đưa ra là cô bé muốn cả nhóm dùng ngày hôm nay để tìm hiểu về nhau, dù đi chung với nhau suốt 3 ngày nhưng cô bé chẳng biết tí gì về họ. Judy đã phải mở đầu, Chiêu thức cậu ta dùng là tạo ra quả cầu magma có sát thương cực lớn và cũng là chiêu mạnh nhất và hiệu quả nhất cậu ta có. Tô ra sau đó cũng giới thiệu là bản thân có một kỹ năng khiêu khích kẻ địch, nhưng tầm khiêu khích rất ngắn, nên Tô ra muốn du đi hãy đợi cậu khiêu khích nhiều địch nhất về một phía rồi tung chiêu. Isuzu cũng cho họ biết về một kỹ năng giảm sát thương mà cô mới học được. Du đi sau đó đã phải thừa nhận bản thân đã quá ngu muội, thế là nguyên ngày hôm đó cả nhóm đã dùng để giới thiệu chi tiết về nhau. Họ hôm sau đã vào lại hầm ngục và rồi cùng nhau phối hợp như kế hoạch, Tô sẽ là người lao ra trước để thu hút kẻ địch. Khi địch bị thu hút thì Isuzu và Judy sẽ ra mặt để tấn công. Sera thì ở một góc an toàn để quan sát thời điểm buff máu. Minoji thì quan sát xung quanh để cảnh giới cho mọi người. Khi chắc chắn không có thêm địch thì Tô đã dùng chiêu khiêu khích toàn bộ địch để Judy xả chiêu. Isuzu đã tung chiêu để giảm sát thương của quái cho Tô dễ thở hơn. Còn Judy thì chỉ với hai chiêu magma và băng thì đã xử lý xong quái. Cả nhóm chính thức chiến thắng khi thấy không còn địch nữa. Thế là ai nấy đều vui mừng vì đã thành công còn minoji đã hiểu thêm về lời siro dặn đó là việc trò chuyện tuy đơn giản nhưng lại có hiệu quả cực cao trong lúc đó henry nhận thấy siro dạo này làm việc không ngừng nghỉ nên trông cậu rất mệt mỏi cô muốn cậu dành thời gian nghỉ ngơi nhưng cậu giờ đang suy nghĩ về những điều nghe được từ regan quả thật họ vẫn chưa hiểu hết về thế giới này và liệu khi chết quá nhiều thì họ có quên mất thế giới thực hay không đột nhiên minoji gọi đến nghe giọng cô bé thì siro đã hiểu ra là bọn trẻ đã hiểu nhau hơn và vượt qua được vấn đề của mình sau khi nghe cô bé kể về mọi người trong đội thì siro đã phì cười vì những điều đám trẻ đây trải qua với người khác thì có vẻ bình thường, nhưng với chúng thì đã phải trải qua nhiều chuyện để đạt được sự ăn ý đó. Siro giờ đây quyết định sẽ tiến lên phía trước với một tâm trạng vui vẻ giống như Minoji, Isuzu sau đó có chia sẻ với hai chị em là bản thân thấy chút rung động trước Judy. Tối đó, Isuzu đã ngồi tâm sự cùng Judy và rồi nhận ra lý do cô rung động là vì nhìn Judy khá giống một chú cún chứ không phải thích như nam nữ bình thường. Isuzu muốn đưa Judy vào danh sách bạn bè để sau này có duyên gặp lại thì đột nhiên không làm được. Sáng hôm sau, Thanh niên đội trưởng dưới trướng Marie là Sojiu đã nhanh chóng chạy đến bãi biển vì nghe tin quái vật tấn công. Con quái tấn công người của Marie ngoài bãi biển tuy có cấp thấp nhưng chúng kéo đến với số lượng lớn, Sojiu đã hỗ trợ để Marie có thể tạm thời rút lui để chuẩn bị. Sojiu và nhóm của cậu ta dần bị lũ cá bao vây với số lượng lớn, nhưng Sugu lúc này cũng chẳng thể đến hỗ trợ vì bên này phải đánh với bầy goblin. Nian tuần tra trên không thì phát hiện còn khá nhiều nữa đang đến. Ở lâu đài băng, Siro thấy người về báo tin cho vua về đám goblin. Nian cho biết là còn cả nghìn con Goblin đang đến và nhóm Mari lúc này chẳng biết sao mà không liên lạc được. Nhưng nhóm mạo hiểm giả trẻ đã trở về và hội quân với Sugu và Nian, hai bên đã liên lạc với cả bên Mari lẫn bên Siro để báo tin. Thế là Siro đã gọi về hội nghị bàn tròn để họp các đại biểu từ xa, cậu cho biết hiện tại trên khắp lục địa. Rất nhiều nơi đang bị quái vật và cụ thể là Goblin tấn công. Ở bờ biển thì số lượng cũng vài trăm con, trong rừng là đám Goblin thuộc bộ tộc cướp bóc. Số lượng tới 10.000 con, và có vẻ nguyên do xảy đến việc này là vì sự trở lại của vua Goblin. Sau mỗi 2 năm thì vua Goblin mới sẽ lên thay. Người chơi trước đây xem nó là một sự kiện và chỉ cần diệt vua Goblin mới trước khi nó chính thức lên ngôi là được, trước đây nó là một sự kiện phổ thông, nhưng từ sau đại tai họa thì người chơi gần như không để ý đến nó nên có thể xem như sự kiện trở lại của vua Goblin lần này là sự kiện mạnh hơn so. Với trước đây và khi vua Goblin lên ngôi thì tự hỏi sáu bộ tộc Goblin hợp nhất lại sẽ mạnh ra sao. Trước đây, họ có kỵ sĩ đoàn giúp đỡ trong công cuộc chiến đấu nhưng giờ đây thì không ai biết kỵ sĩ đoàn ở đâu nhóm mari và sugu lúc này cũng đã họp lại với nhau mari khi thấy mọi người đều an toàn thì rất vui mừng cô sau đó đã vào thay trang phục chiến đấu ra và nian phát hiện có một nhóm goblin ở phía núi kia sau khi lấy bản đồ ra thì nian nhận thấy đám goblin đang nhắm đến thị trấn gần bãi biển nơi đó không có tường thành nên chỉ trong một đêm chắc chắn sẽ bị xóa sổ nhưng đám goblin kia chỉ là một nhóm tầm trung được tách ra để cướp bóc nên họ vẫn có thể đánh chặn nhóm minoji cũng muốn đi giúp mọi người Isuzu cho rằng họ vẫn còn yếu nhưng không thể chỉ vì yếu mà họ lại bỏ rơi dân làng được. Minoji đã xin nhóm Sugu để được đi theo giúp đỡ. Sojizo lúc này thì đã đem người đến chi viện cho Shiro. Còn Shiro lúc này đã cho mọi người biết về cái giá nếu để chết tại thế giới này. Cụ thể là họ sẽ bị mất một phần ký ức. Nhưng bao nhiêu và về những ký ức gì thì cậu không biết. Krusty đã cho họ biết là anh ta trước đây từng bỏ mạng vài lần và có vẻ ký ức bị mất là về thế giới cũ. Có thể nói là phần ký ức bị mất không quá đáng lo ngại. Nhưng nếu muốn để tránh thì chỉ cần đừng chết nhưng cũng đừng vì sợ chết mà không dám làm những việc mạo hiểm. Nhóm Minoji lúc này không được Mari chấp thuận cho đi theo, nhưng họ vẫn muốn đi nên đã xin được đi tuần tra là được, có điều ngoài miệng thì nói là đi tuần tra nhưng họ sẽ sẵn sàng lao vào cứu người nếu có thể. Thế nhưng họ đã muộn vì một ngôi làng gần thị trấn đã bị đám goblin phá hủy. Tô phát hiện đám goblin đang phá một con búp bê của một cô bé mà họ gặp trên đường thì đã tức giận lao ra chiến đấu, họ quyết định sẽ lao vào cứu người mà không cần lý do gì hết. Họ không thể trơ chẽn chạy về mà bỏ mặc thị trấn được. Minoji đã có một kế hoạch, đó là họ sẽ không tập trung cứu thị trấn đó, mà sẽ dùng cách khác. Nhóm Sugu đã tìm đến và cho rằng Minoji có quyền tự do làm mọi thứ mình thích. Họ sẽ không cản mà sẽ lắng nghe kế hoạch mà cô bé có. Minoji đề xuất là họ nên đánh phủ đầu đám Goblin trước khi chúng đến được thị trấn. Sugu sau đó báo về cho Mari. Mari không tán thành việc cho lũ trẻ đi đánh quái nhưng Sugu cho rằng nếu họ đánh trước thì đám Goblin sẽ không thể tấn công vào thị trấn. Và họ sẽ không chịu áp lực khi phải bảo vệ người dân. Đồng thời việc bị đánh bất ngờ sẽ khiến đám Goblin không kịp trở tay cậu ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho đám trẻ nên cứ yên tâm. Bên Siro nghe báo cáo về kế hoạch thì biết là bên này cũng sẽ buộc phải làm gì đó chứ không thể ngồi yên mãi được. Các quan thần lúc này vẫn chưa thể đưa ra ý kiến thống nhất, vài người nghi ngờ đây là mưu đồ của mạo hiểm giả. Nhưng ai có ý kiến nào thì cứ nói ra hết vì hiện tại không có mạo hiểm giả ở phòng họp này. Hy vọng duy nhất của họ là kỵ sĩ đoàn nhưng không hiểu sao kỵ sĩ đoàn lại biến mất không một dấu vết, thành trì đóng quân thì bỏ không mà không có dấu vết đánh nhau. Quân thần đang suy nghĩ đến việc hy sinh một thành trì để cho đám goblin tập trung hết về một nơi rồi đánh úp vào đó. Tuy nhiên lãnh địa của người đang bị bầy goblin nhắm đến đã đứng lên phản bác vì ông ta không muốn đem lãnh địa của bản thân ra để hy sinh. Nhóm trẻ lúc này đã chạm mặt vài con goblin. Chúng vừa lao ra thì Sera đã trói lại và để Judy cường hóa cho Tô ra xử lý. Hai con nữa lao ra thì Judy đã dùng phép và được Isu cường hóa lên để xử lý nốt. Cả nhóm vẫn phối hợp rất ăn ý. Còn Siro giờ đã có một kế sách. Cậu biết giới quý tộc chắc chắn sẽ nhờ đến họ giúp đỡ nhưng họ không được giúp một cách dễ dàng nên cậu sẽ phân ra vài vai cho họ diễn theo. Công chúa lúc này nghe vài quan thần bàn về việc nhờ mạo hiểm giả giúp đỡ, nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ nợ những mạo hiểm giả và họ cần tránh để bị lộ ra điểm yếu và họ cũng không muốn để lộ việc kỵ sĩ đoàn đã biến mất. Công chúa sau đó đến gặp Krusty. Anh nghĩ cô đáng ra giờ này nên đi ngủ nhưng cô tuy bị xem là kẻ lười biếng nhưng vẫn phải có lúc chăn trở. Nhóm trẻ lúc này đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Judy thấy thích thú với giáp tay mới mà họ có được trong chuyến đi hầm ngục vừa rồi. Nó chỉ giúp gia tăng sức mạnh cho pháp sư nên cả nhóm đã nhường cho Judy, đây là thành quả cả nhóm cùng đạt được nên Judy rất trân trọng nó. Còn ba đại biểu của hội bàn tròn đã được mời vào họp mặt với các lãnh chúa, Siro biết bên kia đang chờ họ mở lời trước nên Siro đã đứng lên hỏi thẳng là kỵ sĩ đoàn giờ đang ở đâu. Họ vì muốn giấu nên đã úp mở và muốn nhờ những mạo hiểm giả đây ra tay giải quyết giúp. Tên lãnh chúa có lãnh địa đang bị tấn công đã lên tiếng cho rằng sức mạnh của mạo hiểm giả là do thần linh ban cho nên họ cần có trách nhiệm bảo vệ lục địa này. Anh trai thương gia là Michi đã bất bình mà đập bàn một cú thật mạnh và cho rằng họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cái liên minh này khi họ chưa phải thành viên của nó. Các lãnh chúa khác không hề có ý định ép họ xuất quân, nhưng họ cho rằng không lẽ các mạo hiểm giả lại cho mắt nhìn lục địa gặp nguy mà không ra tay. Nhưng Michi cho rằng họ không phải thú vật mà các lãnh chúa có quyền sai khiến. Đúng là họ có thể bất tử nhưng việc mạo hiểm cũng là đối mặt với rủi ro mất đi ký ức. Việc anh Michi phản ứng hơi bị thái quá đã khiến Krusty giờ chẳng biết phải làm gì cho đúng nhưng công chúa đã đi vào và cô đã đến gặp Krusty để xin được đến thị trấn của họ. Cô muốn kêu gọi một đội quân tình nguyện và đổi lại là cô sẽ cho họ biết việc kỵ sĩ đoàn đang mất tích. Các lãnh chúa bất bình về hành động của cô nhưng nhà vua đã bỏ qua và muốn cô nói tiếp. Cô thừa nhận rằng đại địa nhân yếu hơn nhiều so với mạo hiểm giả, nhưng họ không có quyền lợi dụng sự yếu đuối của bản thân mà bắt ép mạo hiểm giả như công cụ. Cô biết mạo hiểm giả là những người tự do nên cô sẽ đến kêu gọi những người có mong muốn giúp đỡ cô. Công chúa sau đó cũng kiệt sức và được Krusty đỡ lấy, Siro quyết định giao lại quyền chỉ huy cho Krusty để anh quyết. Krusty sau đó đã đưa công chúa đi cùng về lại thị trấn. Siro nhận thấy công chúa thật sự đã làm được điều mà không ai khác làm được và có vẻ tình hình ở nơi đó sẽ thật sự được thay đổi nhờ vào cô công chúa nhút nhát này đây. Công chúa sau đó rất chóng ngợp bởi sự nhộn nhịp tại nơi đây. Krusty có việc cần về hội một lúc nên Siro và Akatsuki sẽ hộ tống cô. Cô không biết bắt đầu từ đâu nên Siro sẽ chỉ cô. Michi ở bên lâu đài thì chán nản không biết làm gì. Anh ta thấy Sojizo vừa đến đã được gái bu đầy, đàn em của Sojizo nhìn mà tức lộn ruột nhưng phải kiềm chế vì đây là công việc siro lúc này đã dẫn công chúa đi xem khắp thị trấn và rồi đưa cô đến gặp ra xin cậu cần ra xin kiếm cho công chúa đây một bộ đồ vakiji thật đẹp những đứa trẻ đã chạy đến mời công chúa ăn burger ai nấy đều thích thú vì cô đúng là y hệt như một công chúa trong tưởng tượng của họ siro sau đó trở lại với bộ đồ và nhờ akatsuki thay đồ cho công chúa sau khi xong việc thì siro đã đưa công chúa đến gặp toàn thể mọi người Siro đã tập hợp họ lại và thông báo về việc liên minh của công chúa đang bị tấn công và họ thì chắc chắn vẫn sẽ dễ dàng đối phó được với đám Goblin. Nhưng vấn đề nằm ở việc họ sẽ không nhận được phần thưởng gì từ vụ này, nên nếu ai không thích tham gia thì cứ việc ở nhà và bỏ mặc liên minh đó. Nhưng cậu vẫn muốn để công chúa tự mình ra thuyết phục họ, công chúa mặc bộ vaki lên thì sinh hết chỗ chê. Cô đã giới thiệu bản thân và thú nhận việc đất nước của cô đang gặp nguy khốn. Kỵ sĩ đoàn thì biến mất, cô xin lỗi vì hội đồng của cô đã có ý định ép buộc họ chiến đấu chỉ vì họ có sự bất tử. Nơi này cũng quá thịnh vượng khiến cô không biết là phải trả công cho họ bằng thứ gì. Cô thừa nhận bản thân lười biếng và cũng nhút nhát chẳng khác gì một bình hoa di động, nhưng với tư cách là một công chúa thì cô vẫn phải có nghĩa vụ đứng lên bảo vệ quê nhà. Ai nấy đều cảm nhận được lòng thành của công chúa nên đã dùng nhau hô hào và quyết định giúp đỡ cô. Họ vốn dĩ cũng đang chờ mấy cái sự kiện lớn lớn kiểu này cho có việc làm nên Krusty quyết định sẽ làm chỉ huy vụ này còn Siro sẽ làm tham mưu trưởng. Họ sẽ chuẩn bị sau 15 phút nữa nên hãy chuẩn bị sẵn sàng, sáng hôm sau. Siro muốn họ phải nhanh chóng đánh tan đám Goblin, vì không ai biết đám goblin sẽ nhắm vào đâu sau khi đánh tan cái liên minh đó. Con tàu hơi nước mà hội thương gia đang sắp hoàn thành buộc phải đem ra sử dụng trước. Krusty sẽ đem người đi trước bằng con tàu còn Siro sẽ dẫn người đến đóng quân ở một khu vực để làm bộ phận tiếp viện. Cậu báo lại cho Michi để nhờ anh ta giám sát hành vi của lãnh chúa ở bên kia. Henry đã đến báo là nhà vua muốn gặp Michi. Nhà vua trước tiên là cho biết việc các lãnh chúa đang chia rẽ vì hành động của công chúa. Một phần là vì họ nghĩ là ông đang âm thầm bắt tay với mạo hiểm giả. Nhưng giờ thứ ông lo nhất là an nguy của lãnh thổ, nhà vua xin lỗi vì những hành vi lỗ mãng của các lãnh chúa và âm mưu của họ đã từng có ý định đặt lên các mạo hiểm giả ông giờ hiểu được việc mạo hiểm giả có thế lực sánh ngang với cả liên minh của ông nên ông muốn lập ra hiệp ước hòa bình với họ nhưng henry và michi không muốn quyết định vụ này mà để siro về giải quyết công chúa lúc này đang ở trên thuyền và lo nghĩ về việc bản thân đã làm loạn và khiến ông bị bẽ mặt rồi bỏ trốn Krusty biết là cô đang muốn làm lại, nhưng dù cô biết việc bản thân đã làm là đáng xấu hổ nhưng cô không hối hận vì cô đã cầu xin sức mạnh từ họ nên cô có nghĩa vụ đi theo để chiến đấu cùng họ có quá nhiều thứ mới mẻ với cô từ lúc cô rời khỏi liên minh. Do đó cô nghĩ là bản thân như một con chim trong lồng, cô chẳng có năng lực chính trị, cũng chẳng có giá trị quân sự gì. Cô biết giá trị bản thân gần như không có nhưng cô vẫn muốn bảo vệ tự do cho các mạo hiểm giả. Krusty định nói gì đó thì cấp dưới đã gọi anh đi chuẩn bị nên anh đành hẹn gặp công chúa sau. Trong lúc đó, nhóm Marie đã hội quân lại với nhóm Sugu. Họ đã thành công bảo vệ thị trấn và Mary đến giờ vẫn khá bất ngờ về việc đại địa nhân giống y đúc con người. Chính Siro là người đã nhận ra và nhắc nhở họ về việc này. Crusty lúc này đã đứng lên để phổ biến kế hoạch cho mọi người, cấp dưới của anh cho công chúa biết việc Crusty là một trong 20 người có tài chỉ huy nhất trong các mạo hiểm giả. Họ cũng sẽ bố trí người bảo vệ công chúa nên cô làm ơn đừng làm gì ngu ngốc là được. Nhóm Mary lúc này đang bàn về phía mà Crusty sẽ giao chiến với đám goblin, thành bại của Crusty sẽ ảnh hưởng đến an nguy của nơi này. Và đột nhiên Minoji tìm đến Sera để nhờ một việc. Crusty tối đó đã bắt đầu chạm mặt với đoàn goblin đông đảo các pháp sư đã xả trước một đợt phép để diệt bớt số lượng rồi mới để cho Krusty dẫn quân lao lên. Mỗi con Goblin chỉ cần một đòn là xong việc. Những chiêu thức của Krusty cũng phần nào quét đi được một số lượng lớn địch, có hai con quái lớn với cấp độ khá cao cũng tìm đến. Krusty đã nhanh chóng né đòn từ chúng và quay lại đáp trả chúng chỉ trong một đòn. Công chúa nhận thấy Krusty đang chiến đấu với một tâm trạng phấn khích nhưng trông anh vẫn có vẻ hơi cô độc. Đội hậu cần của Siro lúc này thì đang quan sát tình hình và chỉ đạo cho các phân đội. Phân đội hậu cần này của Siro sẽ giúp các phân đội nhỏ có thể giao tiếp với nhau thông qua việc kết nối thần giao cách cảm, giúp việc chiến đấu và hiểu ý nhau dễ dàng hơn. Tình hình đang dần tiến triển tốt nên Siro muốn để ý đến cả bên của Marie. Vì nếu quân của Krusty đánh đuổi được đám Goblin thì chúng chắc chắn sẽ phân tán ra và đánh vào những ngôi làng nhỏ, nên họ cần vây đám Goblin vào một khu vực. Quân của Marie hiện đang đóng quân tại thị trấn gần biển nên cũng cần phải để ý nếu không đám quái vật cá sẽ tràn vào và vượt qua Marie để đi phá vòng vây mà họ dựng ra để chặn Goblin. Siro chưa thể ra chiến trường khi chưa hoàn toàn kiểm soát được hoàn toàn thế cục này, bên Mari lúc này. Cặp sinh đôi đang đi tuần thì phát hiện một cơn sóng đang kéo đến. Hội của Mary nhanh chóng chạy đến và phát hiện cả đống quái đang kéo theo đó. Mary không muốn lũ trẻ ra trận nhưng ai nấy đều xin phép cô để được chiến đấu. Sugu cũng đã khuyên bảo để Mary đổi ý. Việc ở bên Mari đã sớm báo về cho Siro, những huấn luyện viên lúc này chưa thể ra trận mà phải chờ để hồi phục hoàn toàn năng lượng. Nian quan sát nhóm trẻ giao chiến mà thấy ai cũng đã tiến bộ. Tô ra thì mạnh mẽ hơn, Sera thì không bị bó buộc bởi việc hồi phục nữa mà có thể gọi trợ thủ ra để đánh phụ. Isuzu và Judy thì phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý để tung ra những chiêu thức tuy tốn ít tài nguyên nhưng đem lại hiệu quả nhiều nhất. Judy đúng nghĩa là một bó đuốc di động, còn Minoji thì ở sau quan sát và phân bố chiến thuật cho toàn đội. Có thể thấy thì cô bé đang chiến đấu như một Siro thứ hai. Siro là người có thể nhìn trước thế trận 30 giây và sai sót chỉ nằm ở con số 1%. Có thể thấy Minoji đang đuổi theo hình bóng của Siro và họ tự hỏi cô bé có thể dự đoán trước được bao nhiêu giây. Đột nhiên báo động họ đặt ở phía sau báo tin là Goblin trở lại nên cả nhóm đã kéo đến đó và để các huấn luyện viên lo nốt ở đây. Sugu biết họ đang liều lĩnh nhưng Minoji muốn họ hãy tin tưởng vào nhóm trẻ này. Cả nhóm sau đó thấy đám Goblin khá đông nhưng chỉ cần gom chúng lại là xong. Judy đã phóng xét lan ra để thu hút chú ý từ chúng. Isuzu thì tung phép làm chậm và cả nhóm cứ thể dồn hết chiêu có thể vào chúng. Khi đã hoàn thành công việc, Minoji cho biết cô bé có thể dự đoán được trước 5 giây với sai số là 5%. Hiện tại cô bé chưa thể được như Shiro nhưng vẫn số cố gắng thêm lại có báo động ở nơi khác nên cả nhóm phải tiếp tục di chuyển. Zero đã báo cho Marie là cố cầm cự thêm một tiếng nữa là có cứu viện đến, nhóm Minoji giờ đã gần cạn năng lượng và họ không biết phải cố đến bao lâu. Khi nghe tin là cứu viện sắp đến thì họ đã giữ lòng tin là chỉ cần cố thêm chút nữa là được. Đột nhiên trời đổ mưa và đám goblin cùng lũ sói lại kéo đến, lũ goblin thì có thể đối phó được nhưng lũ sói thì khác. Chúng nhanh và nguy hiểm hơn khiến Minoji đã phải xài đến chiêu thức tối thượng có đến một ngày hồi chiêu để bảo vệ cho em trai hai con sói và một goblin cấp cao mà cùng nhắm vào tô ra thì họ thua chắc minoji đã bảo tô ra câu giờ của con goblin cấp cao và một con sói và để cặp đôi đi xử lý nhanh con còn lại Zero từ chỉ cô bé là khi đối đầu với kẻ địch đông và khó nhằn thì nên ưu tiên diệt con yếu trước để hạn chế sát thương chúng có thể gây ra nhưng họ chưa kịp làm gì thì tô ra đã bị chúng nhắm đến trước tiên sera cố hồi máu để câu giờ nhưng cần đến 8 giây nữa để minoji hồi chiêu tạo giáp nhưng cô biết chỉ lớp giáp đó là không đủ để chống lại cả tấn sát thương này thế là Judy quyết định lao lên tóm vào con sói để nó lôi đi theo. Judy sau khi dụ hai con sói ra xa thì đã bỏ tay vào miệng con sói rồi kích nổ giáp tay, cả nhóm sau đó chạy đến xem và tìm cách dùng phép hồi sinh cho Judy, nhưng Judy không tài nào tỉnh lại. Isuzu đã phải nói ra sự thật rằng Judy là một đại địa nhân. Cô đã biết chuyện này vào lúc cô kết bạn với Isuzu. Cô đã phát hiện và hứa sẽ giữ bí mật cho Judy, cậu ta luôn cố gắng và giấu giếm họ là vì muốn trở thành một mạo hiểm giả. Sera đột nhiên nảy ra một ý là dùng thử phép hồi máu. Và bằng cách nào đó thì Judy đã có phản ứng trở lại, tuy rất yếu ớt nhưng đó là hy vọng cho họ. Nhưng Minoji đã gọi cho Siro để nhờ cậu đến giúp ngay lúc này. Từ trước đến nay, Minoji chưa từng thực sự nhờ vả cậu điều gì. Đa phần cô bé toàn chỉ hỏi xin lời khuyên từ cậu nhưng giờ đây cô bé đã lần đầu yêu cầu cậu sự giúp đỡ để cứu người bạn đại địa nhân của cô bé. Siro đã phải cho gọi Rasin đến chỉ đạo thay cậu một thời gian để cậu đi có việc, cậu sau đó gọi điều sư đến và bắt đầu gọi cho bên Minoji để hỏi tình hình. Sau khi nghe qua và biết được vị trí thì cậu yêu cầu Minoji cứ báo cáo lại tình hình cho cậu. Còn Tô thì hãy quan sát xung quanh đề phòng có quái, Sera và Isuzu thì hãy thay phiên nhau dùng phép hồi sinh và hồi phục mỗi 2 phút. Cách này được cậu đề ra là để giữ cho hồn phách của Judy không bị phân rã sau khi chết. Bởi nếu bị phân ra thì không còn cách nào để cứu nữa. Theo lời Regan thì vẫn có cách để cứu một đại địa nhân nếu họ làm kịp ngay lúc đại địa nhân mới chết và cơ thể chưa bị phân giã. Siro đã nhớ ra mấy lời về phép cấp độ thế giới của Regan nên đã nhờ Akatsuki cầm dây cương hộ cậu một lúc. Công chúa lúc này được đưa đến gặp Krusty đang tắm. Anh hỏi cô thấy chiến trường ra sao và có vẻ như giờ cô đã có kha khá người hâm mộ bám theo. Có người báo tin là quái đã xuất hiện đợt mới nên Krusty có vẻ đã tìm thấy thêm hứng thú để chiến đấu. Siro lúc này đã lập xong kế hoạch và nghe tin con tàu hơi nước đã sắp đến bãi biển để hỗ trợ nhóm Mary. Cậu sau đó tiếp đất và để Akatsuki cưỡi điều sư đi phong tỏa khu vực này. Siro chạy đến và xem xét tình hình rồi căn dặn đám trẻ là không được kể với ai về việc cậu sắp làm, nếu không giữ lời thì cậu sẽ mặc kệ Judy. Cậu sau đó đã dùng phép để hút năng lượng từ cả nhóm để truyền sang cho Judy. Vì để cứu một người thì cần phải hồi phục lại cả máu lẫn năng lượng, năng lượng đã có nên giờ chỉ việc dùng phép hồi máu nữa là ổn. Nhưng để cả năng lượng và máu liên kết thì Siro đã phải dùng thêm một vật phẩm nữa cho phép Judy sống lại chỉ trong 3 phút. Judy đã có thể tỉnh lại và biết bản thân đã chết, cậu ta muốn mọi người đừng tự trách vì việc hy sinh trong chiến đấu là chuyện thường. Nhưng Siro đã phản bác lại và cho rằng việc từ bỏ quá dễ dàng khiến Judy không xứng để được gọi là một mạo hiểm giả. Nhưng cậu có cách để thay đổi điều đó, cậu đã lấy ra một bản hợp đồng để cho Judy chính thức trở thành một mạo hiểm giả. Đây như là một khế ước cho Judy chính thức đặt chân vào bang hội của cậu và phải tuân theo mọi điều khoản và nhiệm vụ được giao. Đổi lại thì Judy sẽ chính thức trở thành một con người tự do. Judy đã chấp nhận hợp đồng và muốn ký tên thì tay lại không cầm nổi nên Isuzu đã giúp cậu ta ký. Hợp đồng được ký thì Judy cũng hết 3 phút và có thể được hồi sinh lại ở thần điện vì đã là một mạo hiểm giả. Đây chính là ma pháp thay đổi quy luật thế giới mà Siro đã nghĩ ra, biến một đại địa nhân trở thành một mạo hiểm giả. Trong lúc đó, đoàn của Krusty đã chạm mặt một bầy goblin cưỡi sói và bầy này lại có cả vua goblin mà họ cần tiêu diệt. Đoàn của Krusty đã tỉa sạch từng con một và còn gọi cả Phượng Hoàng ra giúp sức. Sau cùng thì món chính là vua goblin đã bị Krusty xử lý nốt, đám còn lại thì sẽ giao cho bên Siro xử lý. Mari và Sugu giờ đã có thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian chật vật chiến đấu. Cả hai đều đã làm rất tốt việc của mình, còn Siro giờ đây đã hiểu ra một chuyện. Trước đây cậu xem mạo hiểm giả chỉ là những người chơi giống như cậu, nhưng giờ cậu xem mạo hiểm giả là những người đồng đội sẽ cùng Chu Du với cậu đến những điều mới mẻ. Sáng hôm sau, Judy đã thức dậy ở thần điện và gặp lại Isuzu. Cô đã cho Judy một trận vì dám liều lĩnh mà không nghe theo cô. Judy hứa là từ giờ sẽ nghe mọi điều cô nói nên đừng gõ nữa. Một tháng sau đó trôi qua, cả hội nghị bàn tròn và liên minh các đô thị tự do đã tổ chức tiệc ăn mừng. Tại bữa tiệc, Krusty vừa trò chuyện với mọi người và còn thi thoảng đá mắt qua chỗ công chúa khiến người ta thấy cả hai chắc chắn là có tình ý với nhau Sojiu không hiểu sao họ vẫn chưa xử lý hoàn toàn đám goblin và vua goblin thật sự vẫn chưa chết mà đang trú ẩn ở trong một hang động Nian cho rằng họ không cần thiết phải làm vậy vì giờ hai phe đã ký hợp đồng giao thương với nhau và các địa địa nhân cũng đưa ra nhiệm vụ diệt goblin cho mạo hiểm giả nên chỉ cần vua goblin còn sống thì đám goblin sẽ còn là một nguồn thu lợi cho các mạo hiểm giả kế hoạch này đã được siro tính từ trước isuzu lúc này cũng đã xin phép để được vào bang hội của siro henry đi tìm siro mà chẳng thấy đâu vì cậu là tham mưu trưởng nên phải là người có mặt trong bữa tiệc lần này cô sau đó đi tìm siro còn siro đang ngồi cùng akatsuki để làm việc thì nghe tiếng henry nên đã giao lại akatsuki ở đây còn cậu thì chuồn trước cậu vừa rời đi thì nghe tin báo về một lễ hội quỷ nên đã đi trước các mạo hiểm giả lúc này đang khoe khoang chiến công của mình còn nian và sugu thì biết việc chết là mất trí nhớ đã không được nói ra cho toàn bộ mà sẽ chỉ những thành viên chủ chốt trong hội bàn tròn biết được trong lúc đó, Siro đi ngang qua chỗ của một cô gái đang kể chuyện cho đám trẻ thì có nghe qua câu chuyện này. Cô gái đã kể về những chiến binh dũng cảm mạnh hơn cả kỵ sĩ đoàn và có khả năng bất tử, họ đã giúp đại địa nhân chiến đấu và tiêu diệt nhiều quái vật hùng mạnh. Siro chỉ nghĩ cô đang kể về mạo hiểm giả nên đã đi tiếp, đột nhiên cô gái kể đến đoạn một mạo hiểm giả đã chết vì người đó thật sự là đại địa nhân. Các pháp sư không có cách nào để hồi sinh cho người đó nên đã nhờ đến sự trợ giúp của đại pháp sư. Đại pháp sư đã tạo ra một phép cấp độ thế giới để hồi sinh đại địa nhân đó thành anh hùng như họ siro nhận ra câu chuyện này là về cách cậu cứu judinen đã đứng lại cô gái đó sau đấy đã rời đi và siro đã phải đến tìm regan để hỏi chuyện regan biết cậu một tháng trước đã dùng đến ma pháp cấp thế giới và cậu cũng cho rằng nhờ regan mà cậu mới biết đến việc đó regan cho cậu biết là vài ngày trước anh ta cảm nhận được ở phía tây cũng có kẻ đã sử dụng ma pháp cấp thế giới cậu nhận thấy nơi duy nhất phía tây mà cậu chưa từng đến xem xét tình hình là vùng minami nơi đó như cậu điều tra thì đang diễn ra sự kiện lễ hội quỷ mà cậu đã nghe nói đến nơi đó đang do một bang hội cai trị và cậu cho biết lễ hội quỷ cũng tương tự như sự kiện vua goblin là một sự kiện diễn ra theo đợt và hẳn là kỵ sĩ đoàn đang dính vào vụ đó cậu sau đó ra về thì bị henry phát hiện và lôi đi trong lúc đó ở bữa tiệc bản nhạc đã được cất lên nhưng không ai dám mở bài khiêu vũ nên crusty đã đến mời công chúa một bài công chúa vừa nhảy vừa nhớ đến việc ông của cô đã cho biết việc yêu cầu mạo hiểm giả giúp đỡ là ý kiến của cô nên cô sẽ là người chịu trách nhiệm ban thưởng cho họ ông cô đề xuất việc thành lập đại sứ quán ở thị trấn của mạo hiểm giả và cô sẽ là đại sứ chịu trách nhiệm đến đó để giữ gìn sự hữu nghị giữa hai bên crusty biết cô nghĩ gì nên cho cô biết lúc đến đó thì cô có thể thực hiện giấc mơ lười biếng của mình mà không cần lo lắng về lễ nghi cô cũng thích thật nhưng vẫn muốn cảnh giác vì crusty là một con quỷ biết đọc suy nghĩ của cô sera lúc này cũng muốn ở bên nian nhưng cô bé khá tiếc vì không thể vào được bang hội của siro khi vẫn còn là thành viên của Mary. nian đã phải mời cô bé một điệu nhảy mino di định đi tìm siro thì nghe vài người nói xấu về cậu họ cho rằng siro đã bắt ép công chúa phải ra chiến trường và mấy cái biện đặt khác siro thì chẳng thích ở bữa tiệc nên đã cùng akatsuki vào trong kia cậu thấy akatsuki có vẻ trầm tư nên cô nói ra việc bản thân đã chẳng làm được gì lúc ở chiến trường nhưng cậu đã cho rằng cô liên tục ở bên hỗ trợ cậu như vậy là đã giúp ích cậu rất nhiều thấy cô còn hơi do dự nên cậu đề xuất mời cô một điệu nhảy do cậu đã thấy cô tập nhảy gần đây cả hai đều khá gà mờ trong việc nhảy nhót này nên sẽ không lo bị đối phương chê cười vài ngày sau công chúa đã đến thị trấn của mạo hiểm giả còn việc chết là mất ký ức thì Siro chỉ công bố nó dưới dạng tin đồn, có người tin có người không nên đã không gây ra sự hỗn loạn này. Mùa thu sau đó cũng sắp đến nên Marie bắt đầu nảy ra ý tưởng là tạo nên một lễ hội. Và cứ yên tâm vì cô đã có kế hoạch cho lễ hội đó, không lâu sau. Lễ hội đã được phê duyệt nên ai nấy đều bắt tay vào làm, nhiều người còn làm mô hình của công chúa để bày bán. Marie thì chuẩn bị cả đống đồ trang trí. Hội của cô cũng có ý định làm cả đồ mùa đông để đem bán nữa, còn Minoji dự định sẽ mời Siro đi chơi trong lễ hội sắp tới siro lúc này đang bận bịu với công việc thì henry tìm đến cô đến xem cậu làm việc ra sao vì nghe tin mấy ngày rồi cậu chưa ra khỏi nhà cô khuyên cậu nên biết dành thời gian đi chơi lễ hội với bạn bè và một phần cũng là vì cậu là thành viên của hội nghị bàn tròn cậu sẽ cố sắp xếp công việc nên henry đã ra về trước akatsuki sau đó cũng ló mặt ra cô mang đến bánh đậu đỏ cho siro ăn và cũng muốn cậu nghỉ ngơi một lúc cả hai ra ngoài cùng ăn bánh và siro thấy lâu rồi cậu mới có thời gian để xả hơi akatsuki muốn rủ cậu đi chơi vào mấy ngày lễ hội nhưng chưa kịp mở lời thì minoji tìm đến rủ cậu đi trước akatsuki cứ thế đã dành nhau cùng minoji để được đi cùng shiro cậu sau đó phải đau đầu suy nghĩ cách giải quyết và đột nhiên có ý tưởng minoji sau đó đã đi chuẩn bị đồ thì isuzu tìm đến minoji muốn cùng shiro đi thi ăn bánh nếu thắng thì có cơ hội đến được lễ yến tiệc hoàng gia minoji muốn nhiều người hiểu hơn về shiro vì nhiều người vẫn đang hiểu sai và xem shiro như một kẻ nham hiểm trong khi cậu là một người tốt bụng thế là isuzu quyết định giúp minoji còn Akatsuki biết bản thân đang cạnh tranh với một đứa cấp 2, cô khá giận Siro vì cứ xem cô như một đứa con nít. Nhưng Siro đã hứa sẽ đi cùng với cô và Minoji nên cô nhận thấy đây có vẻ là hẹn hò, cô bối rối không biết nên mặc gì. Lục tung cả phòng cũng chẳng có gì hợp để mặc nên cô định tìm ai đó giúp. Henry cảm thấy Akatsuki đang cần cô nên đã chạy đi, Akatsuki tự nhiên thấy dùng mình nên thôi tự kiếm cho chắc. Akatsuki sau đó đến tìm Jasin và Michi để nhờ cả hai giúp tìm một bộ độ thật phù hợp để mặc. Đến hôm đi chơi, Akatsuki đã có một bộ hòa phục để mặc. Siro đã khen ngợi cả hai đều mặc rất đẹp. Khi chủ tiệm đưa bánh ra thì cả ba đều nghĩ là có thể dễ dàng ăn được bốn cái bánh để chiến thắng cuộc thi. Nhưng khi đưa bánh lên thì họ nhận ra là phải ăn nguyên bốn cái bánh lớn nên bắt đầu hơi lo. Ăn thì vẫn ngon nhưng Siro thì hơi khó nuốt vì cả đám phía sau đang trù ẻo cậu vì rắc theo đến hai em. Cả hai thi nhau đút cho Siro. Ăn miếng nào là Siro áp lực miếng đấy. Sắc khí từ phía sau không ngừng tràn đến khiến Siro thấy thả đập 12 con boss cùng lúc còn đỡ áp lực hơn. Sau cùng thì Siro phải ôm cái bụng đầy bánh ra về. Siro đã định đi thêm để vui chơi nhưng ăn đến mức này thì cậu chẳng còn hứng nữa. Minoji đã bảo cả hai về trước còn cô bé thì đã đi mua ít trà để giúp Siro dễ tiêu hóa đống bánh kia hơn, tuy không đi đến bữa tiệc được nhưng như này cũng vui rồi. Tối đó, Siro nghĩ về đống bánh mà cứ thấy đau bụng. Cậu đã gọi cho Sojizo để báo cho cậu ta biết về cuộc thi ăn, cậu muốn xem thử Sojizo sẽ ăn được bao nhiêu cái. Siro ghen tị vì Sojizo suốt ngày bị gái bu mà vẫn làm tốt việc chủ hội cậu thấy Nian và Sugu có khi còn làm chủ hội tốt hơn cậu, đột nhiên Akatsuki tìm đến. Cô nghĩ là Siro sẽ ghét bánh sau vụ hôm nay. Cả hai thường ngày vốn ít nói nên giờ chẳng biết kiếm chủ đề gì để nói chuyện. Akatsuki đã chạm vào chán Siro vì việc này khá thích. Minoji định đưa trà lên thì thấy cảnh này nên đã để trà lại mà chạy đi. Cô bé đã chạy ra một góc và cảm thấy nhói lòng khi nhận ra Akatsuki cũng thích Siro. Cô đã khóc và thốt lên câu Siro đáng ra phải thuộc về cô. Đúng lúc này thì Tô ra tìm đến nên hai chị em đã ngồi tâm sự. Cô bé thú nhận việc bản thân rất thích Siro nhưng Tōja đã biết nó từ lâu, chẳng ai quen biết mà không thích Siro cả. Cậu rất ân cần như một người thầy nên đàn em ai nấy đều ngưỡng mộ cậu. Tất nhiên là Tōja vẫn hiểu ý của chị mình, nhưng Siro và Minoji vẫn chưa thực sự có gì xảy ra nên cứ để mọi chuyện tiếp diễn như bình thường là được. Hôm sau, cả nhóm Siro đã ngồi lại bàn xem là nên làm gì vì hôm nay mới là ngày thứ hai của lễ hội. Hai chị em Minoji sẽ đi chơi cùng nhau, Isuzu thì sẽ dắt con cún tóc vàng này đi dạo. Siro nghĩ là cậu sẽ lại vùi đầu vào giấy tờ còn Sugu dự định đi làm người kiểm tra an toàn thực phẩm, đang đi ăn thì Sugu thấy có hai thanh niên gây gổ nên đã lại giảng hòa giúp. Akatsuki nhận thấy Sugu chỉ toàn ăn, cậu ta thì liên tục cợt nhả để trêu chọc Akatsuki khiến cô thấy tức giận mà đòi xin Sugu, cậu ta cho Akatsuki phiếu quà tặng để cô có việc làm. Cứ mỗi khi đến ăn ở một quầy thì được một dấu, đánh hết dấu thì được quà. Sugu sau đó lại trêu chọc Akatsuki nên bị cô đập cho một trận. Akatsuki sau đó thấy có người bán đồ lưu niệm nên đã ngó lại xem. Còn Minoji lúc này đến chỗ của Mari để xin vé đến yến tiệc. Cô chỉ Minoji đến chỗ ra xin và lấy. Cô bé không hiểu sao Mari lại trốn trong thùng thì cô lừa là đang dưỡng ra nhưng lý do thật là để trốn việc mà không bị Henry tìm thấy. Akatsuki sau đó có mua châm cài tóc mới nên đến tìm Shiro để khoe. Nhưng cậu không nhận ra mà bảo cô đến chỗ Henry có việc và để yên cho cậu làm việc. Akatsuki dỗi mà ném quà cô lấy được từ phiếu quà tặng cho Shiro. Sugu lúc này mới nhận ra phiếu quà của bản thân đã bị cháo nên lại có thêm cái cớ để đi ăn minoji lúc này đã đến chỗ ra xin nhưng có vẻ cậu ta cũng đang bận thế là cô bé mở lời muốn giúp ra xin isuzu thấy minoji đang cố để giúp siro lấy lại tiếng tăm do những tiếng tăm tốt trước giờ toàn là siro đùn hết cho Krusty nên cậu chẳng có miếng nào sẵn thấy đại địa nhân đang xích mích với mạo hiểm giả thì judy đã đến giải quyết giúp còn henry lúc này đã tìm thấy Mary, biết Mary đang mệt mỏi và muốn đi tắm nên cô đã gọi sugu đến giúp đỡ việc khuân vác cô cũng biết Marie để ý nhiều đến sugu nên mới gọi cậu ta đến Mary đã đi tắm lẹ để không bị xấu mặt trước Sugu, còn Henry giờ cũng nhận ra bản thân đang nảy sinh tình cảm với Siro. Vì cậu là người tốt nhất cô từng gặp, Akatsuki cũng tìm đến và Henry cho biết bản thân cần Akatsuki giúp bán đồ mùa đông vào chiều nay. Còn công chúa lúc này đang tổ chức nơi cho buổi xã dạ hội. Cô thấy bản thân lại bị Crusty lừa vì về đây chẳng hề nhàn rỗi tí nào. Crusty tìm đến nhưng chỉ thấy cô đang cố gắng tổ chức dạ tiệc. Cô chỉ là muốn làm gì đó để cảm ơn các mạo hiểm giả, cả hai đã ngồi uống trà cùng nhau còn minoji lúc này đã cho ra xin thấy nghề mới của cô cô đã xin siro cho lời khuyên trước đây và quyết định bỏ nghề thợ may mà chọn lấy nghề học việc nghề này có thể cho phép cô copy kỹ năng của người khác nhưng ở cấp độ thấp hơn cô tin là dùng nghề học việc này có thể giúp cô tiếp cận với nhiều người và lấy được nhiều tiếng tốt hơn về siro cô làm rất tốt công việc của ra xin khiến chính cậu ta cũng phải thán phục còn nian và sera thì đang đi ăn đột nhiên có một tên làm loạn trong quán và sắp có ẩu đả nên nian đã phải đứng ra làm người dạy dỗ lại hắn anh ném hắn ra ngoài trong sự ngưỡng mộ của sera Nian đã cho Siro biết việc đại địa nhân đến đây đã gây ra không ít hỗn loạn cho các mạo hiểm giả. Cho đại địa nhân tuy là phân theo giai cấp nhưng giao thương thì rất chuyên nghiệp, mạo hiểm giả thì tự do nhưng lại khá nghiệp dư. Hội kiếm đen và Krusty thì phụ trách việc an ninh nên cũng phải giải quyết không ít vụ và đa phần đều là xích mích giữa người chơi và đại địa nhân. Trong lúc đó, Siro đã đến hội trợ để xem quầy của nhóm mari ra sao. Akatsuki đang phải thử đồ cho Henry thì gặp lại Siro, cậu thấy gần đó có xích mích nên đã đến xem thử. Có một đại địa nhân đang muốn mua hết hàng của quầy thì quầy đã từ chối. Ông ta định gây gổ thì bị Siro đến đuổi đi, do họ mở quầy là cho có việc để làm chứ không phải để kinh doanh nên mới không bán sạch một lượt. Đột nhiên Siro nhận thấy quanh đây ồn ào đến lạ, đa phần đều là đến từ đại địa nhân. Minoji cũng gọi đến báo là giấy tờ xuất hiện rất nhiều sai sót cơ bản, đa phần đều là đến từ các đại địa nhân mà ra. Siro nhận ra vấn đề hỗn loạn này nên đã ngay lập tức bảo Akatsuki đi lấy báo cáo về đây cho cậu còn cậu thì quay về hội quán để xem xét. Theo lời Siro thì thị trấn sắp bị tấn công, cậu biết bản thân đã bất cẩn và để địch có được lợi thế lúc ở văn phòng cậu nhận thấy chỉ trong hai ngày mà gây ra biết bao nhiêu cuộc gây gổ có vẻ mục tiêu của địch là xâm nhập vào rồi gây gổ nhằm phá hoại uy tín của hội bàn tròn công chúa lúc này nghe tin một hầu tước phía tây đã đến đây nên cô sẽ phải tiếp đón cả người đó anh tóc đỏ của hội kiếm đen đã báo cho siro là hầu tước của phía tây vừa mới đến thị trấn cậu nghi ngờ đại địa nhân là những người đứng sau vụ phá hoại này và dựa trên quy mô tấn công thì hẳn kẻ cầm đầu cũng là một nhân vật quan trọng và có vẻ việc phá hoại uy tín của hội bàn tròn là cũng để can thiệp đến hiệp ước giữa họ với liên minh các đô thị tự do Họ cũng không thể dừng lễ hội mà phải tìm ra cách tối thiểu hóa thiệt hại, cậu đã có cách đáp trả, nhưng không phải đáp trả bằng bạo lực như Akatsuki nghĩ. Cậu sau đó gọi cho Sugu để nhờ Sugu vụ cảnh giới luôn, vì họ phải âm thầm giải quyết và không được để mọi chuyện rầm rộ ra. ra cũng đã phải đến chỗ của xin để phụ giúp. Minoji bây giờ thì vẫn cứ làm việc như thường và nếu Siro có chỉ thị thì làm theo, Minoji giờ đây cảm thấy cô đang được Siro tin tưởng nhiều hơn. Vấn đề ngoài kia thì đang nhiều đến mức không thể xử lý được hết. Còn Minoji thấy việc của họ ở tuyến sau này là không được để bản thân nóng giận quá mức mà làm việc càng tệ thêm. Nhìn cô bé bình tĩnh xử lý khiến Rasin thấy như thể đang có thêm một Siro ở đây vậy. Siro lúc này vẫn không hiểu mục đích tấn công của địch là gì vì nó khá loạn, anh tóc đỏ cũng phải ra trận để giải quyết bớt. Nhưng phía Nian thì khá loạn vì đại địa nhân cãi cọ rất nhiều và họ không thể giải quyết vấn đề của từng người được. Đồng thời thì các cặp tình nhân cũng cãi cọ với nhau chỉ vì mấy vụ hỗn loạn này, Siro và Nian đều không thể nhìn ra quy luật ở những vụ tấn công này. Từ tắc nghẽn giao thông, cho đến gây ra cãi cọ và rồi cả đút lót khai gian giấy tờ và nhiều cái khác để rồi khi henry và akatsuki báo thêm hai vụ tào lao nữa thì siro đã hiểu ra là chúng chẳng có kế hoạch gì cả chỉ đơn giản là đụng đâu làm loạn ở đó và họ đã khổ tâm chỉ vì cái mục đích vô nghĩa này siro thấy bản thân chẳng thể làm được gì với kiểu hỗn loạn này nhưng nếu không làm gì trong một tiếng nữa thì sẽ to chuyện siro đang đau đầu thì đột nhiên sojizo tìm đến cậu ta rất cảm tạ siro vì đã giới thiệu quán bánh đó cậu ta và đoàn của mình đã ăn đến mức nơi đó hết sạch bánh nhận thấy sojizo vẫn vô tư như này thì siro đã có cách để chống lại tình cảnh hỗn loạn này còn tên hầu tước lúc này đã đến bữa dạ tiệc của công chúa tên hầu tước bắt đầu đi quá giới hạn hắn coi thường các mạo hiểm giả là lũ dân đen có người đến gần làm quen thì bị ném ra hắn sau đó đụng chạm vào tóc của công chúa và bắt đầu thiếu tôn trọng với đồ ăn mà cô đã cho người chuẩn bị còn siro đã tìm được ra cách để hạn chế mọi việc đó là mượn tạm đội của sojizo để đi trị an do những cô gái trong đội sojizo có tình chị em rất mãnh liệt nên họ có thể vừa hợp tác tốt với nhau và còn vừa có cách để giải quyết vấn đề một cách mềm dẻo và không để vấn đề phát sinh thêm và cách này có vẻ khá hiệu quả vì những đại địa nhân được gái vây quanh thì cũng hạn chế phá hoại hơn đồng thời họ cũng dễ dàng giải quyết mâu thuẫn cho các cặp đôi tình nhân siro sau đó đã nhận được tin về tình hình phía công chúa nên đã nhanh chóng lên đường đến đó và giao cho nian xử lý giúp chuyện ở trại này cậu đã nhờ akatsuki lo giúp cậu về cái sân khấu mà cậu tính dùng để làm một màn pháo hoa hoành tráng siro sau đó đã đến giải vây cho công chúa lúc cô đang gặp khó bởi tên hầu tước Tên hầu tước phàn nàn về việc hắn đem hàng tới và đã gửi thư nhờ công chúa chuẩn bị kho chứa mà giờ lại chưa có. Michi và Krusty cũng đến ngay sau đó. Cả ba cho biết lỗi lần này là do công chúa sơ suất nên họ sẽ chịu trách nhiệm vì thư của hắn được gửi đến cho họ chứ chưa đến tay công chúa. Tên hầu tước giật mình vì bức thư này như thể hắn chưa từng gửi nó đi, nhưng hắn đã bình tĩnh để diễn tiếp. Còn về hàng hóa thì Michi có sẵn kho để chứa hết nên bảo ông ta cứ cho chuyển hàng. Krusty đã úp mở về việc họ đã nhận ra âm mưu phá hoại của hắn khiến hắn chột dạ mà bỏ về. Siro sau đó vẫn cần công chúa đi theo để giúp vài việc. Cụ thể là nhóm Marie đã tạo ra một buổi trình diễn thời trang, ai nấy đều có dịp lên sàn. Công chúa và Krusty là hai gương mặt sáng giá nhất. Họ đã để công chúa lên ngồi trên ghế này và cho phép bất cứ ai đến trò chuyện cùng cô, cơ hội cho fan của công chúa được tiếp cận với idol. Nhưng vài người vẫn xem Siro là kẻ xấu và đang bắt nạt công chúa. Minoji đã đến tìm Siro và cậu thấy mọi việc đã xong. Nhưng cậu không chắc tên hầu tước kia là kẻ đứng sau giật dây, Minoji đã hỏi Siro là có phải cậu cố tình để công chúa ghét hay không. Cậu thừa nhận điều đó vì cần một người để công chúa thân thiết và cũng cần một người phải làm kẻ bị ghét. Cậu cần điều đó cho những kế hoạch về sau, nhưng cậu hiểu Minoji lo là vì sợ người ta ghét cậu mà ghét lây cả bang hội. Nhưng cái đó cậu xử lý được, có điều thứ Minoji lo là cảm giác của chính Siro khi bị ghét. Cậu chưa từng nghĩ đến cái đó, nhưng cậu cũng biết ơn vì Minoji đã làm chăm chỉ. Cậu trước đây từng chỉ thích hành động và mạnh lên một mình nhưng giờ cậu đã hiểu là bản thân cần mọi người xung quanh và cả thế giới để cậu thể hiện tài năng cậu cũng xem minoji như là một hình tượng để cậu theo đuổi một con người hướng ngoại và hòa đồng với tất cả akatsuki nghe được cuộc nói chuyện của cả hai mà rời đi cô đã chưa từng nhận ra ý nghĩa của những việc siro đang làm tuy cô luôn ở cạnh siro nhưng lại chẳng thể nhận ra những thứ mà minoji đã nói tối đó siro đã đến gặp người để lấy thông tin về khu vực phía tây nhưng người cậu gặp là người đã kể chuyện về cậu cho lũ trẻ ở lâu đài băng mà cậu bắt gặp lần trước cậu biết cô ta là nuzeha cô ta cũng sớm lộ diện hình dạng thật và theo lời siro cô ta là chủ của bang hội đang nắm giữ toàn bộ quyền hành ở phía tây cô ta lúc mới xảy ra đại tai họa thì đã đến phía tây và được quý tộc ở đó tài trợ và rồi dùng quyền để mua lại thần điện có khả năng thao túng sinh mạng của mạo hiểm giả nên cô ta đã ép tất cả phải về dưới bang hội của cô ta cô ta cũng biết về siro về việc cậu đã thực hiện ma pháp thế giới tuy nhiên cậu cũng biết cô ta đang mưu đồ tái khởi động lại cổng dịch chuyển giữa các thị trấn lý do cô ta đến tìm siro là để chiêu mộ cậu về dưới trướng cậu biết việc tấn công của tên hầu tước lần này cũng là do cô ta giật dây phía sau cô ta không nói ra sự thật nhưng nếu cô ta chịu nói ra thì siro sẽ suy nghĩ về lời mời đó cô ta cho biết bản thân trước đây có một cuộc sống rất mờ nhạt nhưng khi cô ta biết đến game này thì đã gặp được một người đã cho cô ta động lực và mong muốn được chinh phục siro nhận ra người cô ta nói đến là ai nhưng cô ta đã gạt bỏ điều đó trước khi siro cố nhớ thêm cô ta muốn siro về dưới chứng vì biết cậu đã tìm ra phương pháp giúp mạo hiểm giả trở về thế giới thực Tuy chỉ mới ở mức ý tưởng nhưng cô ta tin là nếu Siro cùng cô ta hợp tác thì sẽ thật sự tìm ra được phương pháp. Cô ta biết cậu không có một lý do cụ thể để giúp đỡ người dân nơi đây, nên cô ta muốn trở thành lý do cho cậu. Nhưng cậu đã nhớ đến bạn bè và cho rằng bản thân đã có lý do cho riêng mình. Cậu không muốn trở thành đồng minh với cô mà sẽ trở thành kẻ thù, bằng cách đó thì cậu sẽ đáp ứng được khao khát của cô ta. Cậu vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai nhưng cậu tin là bản thân không nên đi theo. Nhưng cô ta đã ra về và cho rằng một ngày nào đó cậu sẽ thuộc về cô ta, hôm sau ai nấy đã bắt đầu dọn dẹp lễ hội nhưng nhóm mari vẫn còn nhiều dự định cho các dịp lễ khác nữa michi không tin được là tất cả mọi thứ vui vẻ này lại bắt nguồn chỉ từ bánh burger có mùi vị tối đó cả nhóm siro đã cùng ngồi lại quây quần với nhau ni an muốn siro hãy thường xuyên đưa ra chỉ thị như một hội trưởng đích thực ai nấy đều muốn cố gắng để phụ giúp thật nhiều cho siro nhưng trước tiên thì họ vẫn nên ưu tiên thăng cấp trước đã siro đã đặt ra mục tiêu mà họ cần hướng đến không phải khiến lục địa này lớn mạnh thêm hay trở về thế giới thực mà mục tiêu thật sự là thay đổi thế giới mới này nơi đã thay đổi thực tại của họ và phim đến đây là hết